tâm từ ngộ giá chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sân khai tai đi con là sân vô tăng sân khăn sẽ là sai la ma mi tân chà sân khăn nghi mê hi sắc ca rê hi a vi pu nhẹ gia mi bậc diệu hành thinh văn thức tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh giữ tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kinh lễ một niệm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian Ratanatayasawanda mi do nhờ với đức của chư Phật, do nhờ với đức của giáo pháp, do nhờ với đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Lạc mô bút hà gia. Phần Tây Dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay đường truyền như thế nào mà thấy chị Nhật Quỳnh ha, chị Hồng Nhật ha, chị Trang Thư ha, rất nhiều vị trong đạo tràng bị rớt mạng. Không hiểu quý vị thấy cái sự sinh hoạt làm sao, hay là nơi quý vị cái wifi không được tốt hay sao. Chúng tôi thấy quý vị rất mạng hoài để sinh hoạt với một cái room về Phật Pháp. Chúng tôi cảm thấy rất là khó khăn. Có vị đến được, có vị coi như là đến không được. Mến chào xin Như Quang, lâu quá mới gặp lại. Xin Như Quang có được an vui hay không? Hôm nay ngày đầu tuần, mình chào Sĩ Kim vừa đến vừa bắt hội. Mình chào Đạo Hữu Binh Ban. Hôm nay ngày đầu tuần, một cái ngày tốt đẹp. Và chính ngày đầu tuần, tức là có những kế hoạch trong tuần. Chúng ta đưa ra những dự án, chúng ta đưa ra những kế hoạch để rồi một tuần chúng ta sẽ cảm thấy an vui. Thì trong sự tu tập cũng vậy, ngày đầu tuần là một cái ngày khai mở cho cả một tuần. Thì chúng ta đến để cảm thấy rằng không có gì rắc rối, không có gì trở ngại trên con đường của chúng ta đi. Và sự trở ngại trên cung đường mà chúng ta đi khi đến với cái room Phật giáo Nam Truyền có nhiều hình thức, có ba vấn đề để chúng ta biết rằng chúng ta đang nằm trong ba vấn đề đó, tức là sự sinh khởi, sự bảo tồn và sự hủy diệt, hình thành nên một cái room. Thì chúng ta thấy dễ chứ đâu có khó. Với cái khả năng của mình, với cái đầu óc của mình, với chất xám của mình, rồi kinh nghiệm, mình có thể học hỏi tìm tòi để rồi mình mở ra được một cái room. Nhưng mà khi phát triển hình thành được một cái room như vậy thì phải hội đủ cái vấn đề sự bảo tồn, tức là duy trì phát triển. Sự duy trì phát triển như thế nào để một cái vấn đề mà được sống còn, tức là một cái room được sống còn, đó là một điều không phải là dễ. Tạo tác nên thì rất là dễ, nhưng mà duy trì bảo tồn đó là một điều rất khó. Ông tướng mà điền phương đi dẹp trận là những ông tướng giỏi, nhưng mà khi mà bình định mà dẹp loạn xong rồi, cái người mà giữ duy trì để mà phát triển duy trì thì cái chuyện đó rất là khó. Tướng thủ thành thấy khó hơn là ông tướng ra trận.
Nói như vậy không phải là cái rung này tồn tại là căn của chúng tôi giỏi, không phải, mà cái rung này tồn tại là do bàn tay của quý vị. Quý vị không đến với cái rung này thì cái rung này sinh hoạt với ai? Có tướng mà không có, có quân thì làm sinh hoạt thế nào? Có vua, có quan mà không có dân thì làm sao? Đó là một điều khó ha. Thì trong sự duy trì phát triển, ý của chúng tôi muốn nói ngày hôm nay là ngày đầu tuần, quý vị có một kế hoạch mới để phát triển cái room này như thế nào. Đây là một cái room mà sơ khai, một cái room gọi là là sơ cấp để chúng ta bước vào ngưỡng cửa của Phật giáo. Chúng ta chỉ là những người lót đường để quý vị tiến lên. Chúng tôi là những ông cai trường, chỉ biết đánh trống, đem tư liệu lên cho giáo viên giảng dạy, rồi quét dọn, làm sạch sẽ cái ngôi trường, để rồi khi học trò đến, khi giáo sư đến, người ta làm sau họ. Và không cai trường, chỉ làm cái bổn phận của mình. Thế rồi mỗi tháng theo nhân và đợi, thì với một cái tiền lương coi như tương đối, để rồi ổn định trong cuộc sống. Thì như vậy chúng tôi chỉ là những ông cai trường để những vị giảng sư đến với cái vùng này, và quý vị sẽ tiếp thu những cái hay, cái đẹp. Thì trong cái sự duy trì đó, quý vị cũng nên có ý kiến, và nhất là cầm được cái micro. Khi quý vị có một cái tiếng nói, đó là một sự đóng góp to lớn cho cái room này. Bởi vì tiếng nói của quý vị, từ đáy lòng của quý vị, những ưu tư, những trắc trở mà chúng ta tu tập, mà không gỡ rối từ lòng thì làm sao cái tri kiến của chúng ta được sáng tỏ. Cho nên mong rằng trong room này có nhiều vị đến cũng rất là lâu, chúng ta cũng gặp thường xuyên, nhưng mà rồi làm sao để mà chúng ta xưng hô biết người biết ta, tri kỷ tri vĩ. Bây giờ không biết quý vị là nam hay nữ, rồi quý vị có những thắc mắc, nhưng mà cứ ôm ấp ở trong lòng không chịu thổ lộ ra, thì chúng tôi làm sao, làm sao để mà có thể hiểu được, thông cảm được quý vị. Và nhất là trong việc, trong vấn đề giao thiệp tôn kính lẫn nhau, thì chúng tôi rất là thất thoát. Đọc một cái tên mà đọc sai, đó là một sự phỉ báng, một sự xuyên tạc, một sự vu khống. Quý vị thấy khổ không? Ví dụ như Sikh Kim mà không nói rằng tôi là tiếng Kim, thì với cái nickname của 1116 này, chắc rằng chúng tôi đọc cũng không được nữa. Và đọc thì nghe cũng giống ai nữa. Thì đó là một điều thực tế. Mong quý vị trong cái sự sinh hoạt của chúng ta, yếu tố của cơ room này là cái sự hình thành của một cái room, sự duy trì của một cái room, và cái yếu tố thứ ba là sự hủy diệt. Sự hủy diệt tức là sự gọi là tử thần đến trước đi. Khi chúng ta có một cái thái độ tiêu cực, chúng ta thụ động, thì cái room này nó sẽ rơi vào trường hợp thứ ba. Chúng ta sinh hoạt mà không sống động, không có những cái gì hay,
một cái room Phật giáo mà coi như cái vô đây nói chuyện tào lao ha, nói những toàn những chuyện phím, những chuyện vô ích, những cái chuyện mà xuyên tạc vu khống. Thì như vậy chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta thấy những cái hình ảnh còn sống động hơn và thiết thực hơn. Chứ bây giờ đến một cái room mà nghe toàn những cái chuyện tào lao, chuyện phiếm thì chúng ta cảm thấy rằng ồ, nhất là ở Việt Nam, sáng sớm mà nghe những cái điều mà chói tai, nghe những cái điều mà không vừa ý thì chắc cả một ngày xui xẻo. Nhưng mà rồi sáng sớm ở Việt Nam khi quý vị đến với đạo tràng, quý vị nghe được tụng kinh tâm báo, nghe được thọ trì quy giới và cảm thấy rằng cũng ấm áp tình người của một người con Phật. Do niềm tin của chúng ta và sáng sớm vậy mà nghe tụng kinh tâm báo, nghe thọ trì quy giới và chúng ta cảm thấy rằng một sự thức tỉnh của nội tâm và ngày hôm nay, sáng hôm nay có ý nghĩa. Còn những cái vị nào mà ngủ nướng ha, thôi khỏi nói. Nếu mà ngủ nướng thì đâu có những cơ hội đó. Và đến với cơm Phật giáo Nam truyền thì thời gian ở Việt Nam quý vị thay từ 4 giờ cho tới 7 giờ là một khoảng thời gian mà quý vị còn phải có những cái sự sinh hoạt của cá nhân, tập thể dục, rồi chuẩn bị để đi làm, thì quý vị đến với cái room này thời gian cũng khiêm tốn. Ở nước ngoài thì quý vị cảm thấy nó thoải mái hơn, nhưng mà cũng tùy nước này nước kia, rồi ăn nó cũng hạn chế. Tuy nhiên chúng ta biết rằng mà không đi đến sự hủy, tức là hình thành đã có tồn tại duy trì cũng có, nhưng mà cái vấn đề hủy diệt là nếu chúng ta thiếu ý kiến, chúng ta không thảo luận, không phát làm cho nó linh động cơm, có nhiều ý kiến, có nhiều ý kiến để cho cái room này được phát triển một cách tốt đẹp, được duy trì một cách tốt đẹp, thì yếu tố thứ ba là yếu tố hủy diệt nó sẽ lui dần. Chúng ta cũng còn một khoảng thời gian, ngày 18 tháng 4 âm lịch, tức là cái ngày mà cái room này được sống còn 12 năm ha, 12 hay 11 năm vậy. Tức là cái room này đã phát triển và duy trì 10 năm rồi. Và bây giờ chúng ta muốn cho nó hủy diệt, tức là không tồn tại nữa, tức là chúng ta có một cái thái độ tiêu cực. Ai sao tôi dậy đi. Có nghĩa là thôi kệ, ai làm. Mà room mở thì mình vô mình sinh hoạt, mà room đóng thì mình đi room khác. Nghĩa là người ta nói ở đời không mở thì chợ cũng đông, không có room này thì có room kia. Thì 11 tuổi rồi hả? Wow. Như vậy là thấy cũng 11 năm trôi qua, lây lắc sống qua ngày để chờ qua đời thôi. Hôm nay mục đích của chúng tôi là muốn quý vị đến với cái room này hãy đóng góp một tiếng nói, bởi vì đây là voice room, cái phòng chat bằng giọng nói. Thì quý vị hãy cố gắng để rồi trong sự sinh hoạt chúng ta bắt kịp những bậc đàn anh đi trước, tức là những cái người đi trước sẽ truyền thừa lại kinh nghiệm đăng đá cho những vị đi sau. Nhưng mà quý vị nới rộng vòng tay một tí,
thì những người đến sau họ sẽ nắm bắt được. Ở đây rất là khổ, có vị điện thoại, có vị dùng iPad, có vị dùng laptop, mà nhiều cái hình thức để vào với cái room này. Nhưng mà một cái cách mà tương đối để chúng ta sinh hoạt ổn định, tốt đẹp là quý vị về sử dụng laptop. Quý vị có một cái màn hình ha, rồi quý vị nhìn đến đó, những cái câu tế chát, những cái dòng chữ, những bài học chúng ta nhìn rõ hơn là trên điện thoại. Và cách sử dụng của laptop thì tương đối nó cũng dễ. Cá nhân của chúng tôi đang sử dụng thì chúng tôi có thể kiểm soát được, thấy rõ được. Thì với những cái vị mà sử dụng điện thoại, đó là một điều khó khăn. Nhưng mà khắc phục được, quý vị vẫn đến với đạo tràng, đó là một điều chúng tôi rất là thán phục. Vậy thì trong đạo tràng những cái vị mới nè, ví dụ như đạo hữu Hiền Hòa, đạo hữu Diễm Nguyên, rồi đạo hữu Trang Thư, rồi đạo hữu Binh Ben, đạo hữu Bình Phương, đạo hữu Thanh Long, vâng vâng, những vị mới này hãy cố gắng để thử âm thanh, cầm được micro, thì như vậy quý vị cảm thấy rằng những cái gì chúng ta thắc mắc, những cái gì chúng ta thắc mắc chúng ta có thể thể hiện trong cái room này. Học thì phải hỏi, nhưng mà quý vị học mà không chịu hỏi, không có cơ hội để quý vị cầm micro, đó là những cái trường hợp các room khác. Còn ở đây chúng tôi muốn tạo cho quý vị một cơ hội mà mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật là có một nhà, thì chúng ta phải có một cái sự tế độ lẫn nhau. Thì mong rằng quý vị nhiệt tình ha. Rồi bây giờ trước tiên mời đạo hữu Bình Phương 1979 thử âm thanh. Quý vị nếu mà sử dụng không được thì có người hướng dẫn, những người đi trước hướng dẫn cho những người đi sau. Đạo hữu Bình Phương có thể đưa bàn tay lên ha. Đó là cái điều mà tối thiểu trong vấn đề xã giao ha. Đưa bàn tay lên, chúng ta biết rằng đạo hữu tiếp thu được. Rồi chúng ta sẽ nhường micro. Rồi đạo hữu tự giới thiệu mình là nam hay nữ, rồi có những yêu cầu, có những thắc mắc như thế nào khi đến với cái room Phật giáo Nam Truyền này. Mời đạo hữu Bình Phương trước ha. Alo, những vị trong room này chưa cầm micro thì bây giờ trước tiên chúng ta tập cầm micro và giới thiệu về mình, để sự xưng hô của room đối với quý vị có một cái sự tôn trọng. Chứ bây giờ không biết nam, không biết nữ, rồi cái tên đọc cũng trật lắc, thì đó là một điều khiếm nhã. Mình đến thường xuyên, thế mà không ai ngó ngàng gì tới, rồi cái tên của mình đọc lái, đọc trật, đọc sai, đó là một cái điều mà phỉ báng, làm cho cái danh dự của mình thêm bị bôi nhọ. Quý vị cũng buồn chứ. Rồi bây giờ đạo hữu Bình Phương ha, xin mời bàn tay của đạo hữu trước đi. Đạo hữu Mạnh Dạng thì như vậy, thì đạo hữu Hiền Hòa nè, đạo hữu Diễm Nguyên nè, đạo hữu Trang Thư mới Mạnh Dạng đưa tay nhé. Rồi xin biết thưa tự nhiên đi hôm nay để cho quý vị coi như tự làm chủ lấy chính mình, phát triển khả năng của mình, để chúng tôi được học hỏi nữa quý vị. Quý vị đừng có ngại, hãy phát biểu ý kiến trong cái sự xã giao.
Bởi vì trong kinh cũng có đoạn Patisan Tha Raga Rahu, tức là chúng ta cung kính trong cái vấn đề giao tiếp. Thì như vậy chúng ta sẽ đem lại lợi ích. Còn bây giờ trong cái sự xã giao mà mình không tôn kính lẫn nhau thì coi như đó là một điều thất bại. Rồi xin mời quý vị cứ mạnh dạn. Chắc chắn rằng quý vị đến với cái room này cũng do một người nào đó giới thiệu hoặc là tự ý quý vị đến. Nhưng mà giới thiệu hay tự ý, mình cũng có cái chủ đích vào cái room này để làm cái gì. Đó là một cái điều mà chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà rồi bây giờ không nói được, đó là một điều tức tối. Cho nên mong quý vị hãy mạnh dạn cái thổ lộ, chúng tôi đối xử quý vị như thế nào. Có những lần nào làm cho quý vị phật ý, cảm thấy rằng ồ, cái ông đó nói bậy đâu bạ quá, nói nó nhảm quá, thì chúng tôi biết được cái lỗi để sửa sai. Quý vị có ý kiến sao? Mình chào sư Nguyên Trang đến với pháp hội. Rồi bây giờ mời đạo hữu Trang Thư nè, đạo hữu Hiền Hoa nè, đạo hữu Diễm Quyên nè, đạo hữu Binh Ben, đạo hữu Bình Phương, vân vân. Quý vị hãy nới rộng bàn tay để chúng ta có được một sự thông cảm trong lục hòa. Sự sinh hoạt của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Rồi sư phụ biển chạy mất tiêu rồi. Cái điều này thì quý vị trong đạo tràng nghĩ sao? Chúng ta sống phải có sự thông cảm. Thông cảm thì phải hiểu nhau, phải biết đây là người nam, kia là người nữ, rồi cái sở thích của người ta thế nào. Người này thích học về pháp cú, người kia thích học về ví dụ pháp, hoặc là người kia thích về kinh của Huynh Pháp Hữu, vân vân. Huynh Pháp Hữu giảng dễ hiểu, hoặc là Huynh Kinh giảng về ví dụ pháp cú nhanh, sâu sắc, vân vân và vân vân. Thì chúng ta cũng nên có ý kiến để sự tồn tại của cái room này được duy trì lâu hơn. Sắp tới lần sinh nhật thứ 11 rồi, còn có 17 ngày nữa thôi ha, 17, 16 ngày nữa là tới rồi, tức là ngày 18 tháng 4 là sinh nhật của cái room Phật giáo Nam Truyền này, năm thứ 11. Rồi bây giờ quý vị không có ý kiến hả? Thôi cùng thỉnh Đại Đức Pháp Trang ha. Đại Đức Pháp Trang sẽ gợi ý. Tức là khi nãy giờ sư phụ đến với cái room này mà không có ý kiến, còn làm đệ tử, tức là sư phụ biển bỏ chạy mất tiêu ha. Rồi bây giờ Đại Đức Pháp Trang hoan hỷ có ý kiến, để rồi sư phụ biển á, có nút lùm mới nữa nghe sư phụ mà có ý kiến như vậy là sẽ vô ủng hộ liền à. Rồi cung kính lên Đức Pháp Trang ha. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử đang hiện diện sinh hoạt trong đạo tràng. Và sa thú lành thay, chúng con xin thành kính tri ân đến ngài Chí Đức đã có những lời nhắc nhở cũng như là sách tấn khuyến khích chúng con trong công việc đến với đạo tràng. Thì nãy giờ thì chúng con ngồi thì chúng con nghe ngài đã chia sẻ, và ngài đã nói về cái sự
sinh hoạt ở trong đạo tràng. Khi chúng ta đến với đạo tràng, đến với gum Phật giáo Nam Truyền, thì thật sự chúng con đến với đạo tràng thì thật sự học hỏi rất là nhiều từ nơi đạo tràng. Thì chúng con khi mà chúng con đã tạo ra cái nick Banh Thoát thì rất là lâu, nhưng mà trong một cái thời gian đầu thì chúng con đến với cái gum Phật giáo Nam Truyền thì chúng con lúc đầu thì chúng con chưa có vào để chúng con cầm mic, có khi thì chúng con lấy từ cái mic TK Phát Trang, có khi thì chúng con vào núp lùm cũng có. Nhưng mà cái thời gian mà cái khi mà con ở vào chùa Từ Thiện, thì chúng con nhớ là có một lần ngày có đến chùa Từ Thiện ngày dự lễ, thì ngày có hỏi chúng con rằng là chúng con có lên Banh Thoát không, thì chúng con nói là chúng con có. Thì ngài hỏi là cái nick tên gì, con nói là TK Pháp Trang. Ngài cũng có kêu là chúng con lên để cầm mic để sinh hoạt. Nhưng mà khi mà thật sự thì ngài có kêu như vậy, nhưng mà lúc đó thì khi mà chúng con vào thì đến khi mà ngài kêu chúng con lên cầm mic thì chúng con rất là run, nhưng mà thật sự thì chúng con không dám lên cầm. Chúng con không dám lên để mà cầm mic để mà nói chuyện. Thì ngài kêu rất là nhiều lần nhưng mà chúng con vẫn không lên. Bởi vì lúc đó cái tâm của chúng con vẫn còn nhát, không dám lên để cầm mic để chia sẻ. Rồi ngài vẫn, thì chúng con vẫn nhớ là có một lần thì ngài cũng vẫn nói con là cũng là vị sư trẻ rồi, đã từng ở chư lý này kia, thì ngài cũng đã từng nói rất là nhiều như vậy, nhưng mà chúng con vẫn là không dám cầm mic. Lúc con rất là không có mạnh dạn, không được mạnh dạn để cầm mic để lên để mình chia sẻ hay là lên nói những cái gì ở trong cái đạo tràng này cả. Thì đến khi mà thời gian sau thì chúng con đến với đạo tràng rất là nhiều lần, thì ngài cũng đã mời rất là nhiều, rồi Xích Nhật Quỳnh cũng đã mời rất là nhiều, thì vị này vị kia cũng mời chúng con. Thì chúng con nghĩ rằng thì khi mình đến với đạo tràng, nhưng mà mình với lại ngay bản thân của chúng con thì chúng con nick thật sự là để là lấy một cái nick với một cái pháp danh thật sự, mà mình để là chữ TK, tức là trong cái đạo tràng này ai cũng vẫn biết mình là một vị sư. Nhưng mà khi mà đến với đạo tràng này thì khi mà những người Phật tử hay là những người đã đang sinh hoạt trong đạo tràng thì cũng muốn có một vị sư để mà chia sẻ, hay là muốn có những gì để mà chia sẻ về cái sự kinh nghiệm, về cái sự tu tập. Hay là trong đạo tràng thì chính bản thân của ngài đã thức khuya về sớm thì ngài cũng đã mở lên một cái đạo tràng như vậy. Mà bây giờ thì chúng con đến đây với một cái nick pháp danh như vậy, mà bây giờ thì chúng con cứ ngồi im như vậy thì chúng con thấy nó cũng là hơi khó chịu quá. Thành thử ra thì chúng con cũng vào để khi mà ngài mời chúng con lên thì khi mà chúng con có mặt trước máy thì chúng con sẽ đẩy lên để ủng hộ với đạo tràng. Trừ khi nào thì chúng con bận công việc, chúng con không nghe được cái tiếng của ngài hay là trong đạo tràng thì chúng con không có lên. Nhưng mà thì có những lúc thì chúng con nghe ở bên ngoài thì chúng con nghe tiếng của Xích Nhật Quỳnh hay là nghe tiếng của ngài thì chúng con chạy vào, thì chúng con cũng vẫn vào trong đạo tràng để sinh hoạt. Thì nói thật sự thì trong cái thời gian sau này thì chúng con cảm thấy rằng là chúng con đến với đạo tràng thì chúng con học hỏi rất là nhiều.
rất là nhiều. Với lại cái tâm mạnh dạn của chúng con thì nó cũng mạnh dạn hơn lúc trước rất là nhiều. Thì sau này thì chúng con lên cầm mít thì chúng con không có còn cảm thấy là cái thái đạo, cái thái độ vung như thế nào. Nhưng mà lúc trước thì khi mà chúng con cầm mít lên á thì thật sự thì chúng con rất là vung. Và khi mà rung tới nỗi mà chúng con không biết dùng cái từ gì để mà chúng con nói khi mà rung, thì chúng con khi mà lúc đầu thì chúng con chuẩn bị cầm mic thì chúng con đã có một cái tư tưởng chuẩn bị một cái tính để sẽ nói những gì và mình sẽ chuẩn bị những gì để mình nói và mình chia sẻ trong đạo tràng như thế nào. Thì đến khi mà chúng con trước khi cầm mic thì chúng con có chuẩn bị như vậy. Khi mà đến khi cầm mít thì chúng con rung tới nỗi không còn gì để nói và không biết là mình đã nói cái gì, thì không biết cái gì để nói hết. Thì thời gian sau này thì chúng con, cái tâm của chúng con không còn để mà cái trạng thái mà cầm mít thì nó, nói chung thì nó không phải là nó hoàn toàn hết. Nó có những lúc thì cái trạng thái cầm mít lên thì tại vì do cái tâm lý mà nó những lúc thì chúng con cũng cần phải suy nghĩ. Bởi vì khi mà chúng con nghĩ rằng khi mà mình chưa cầm mic á thì mình có thể mình thay đổi cái tư duy hay là thay đổi một cái lời nói được. Nhưng mà đến khi lên á mà mình nói ra một cái lời nói á thì mình không thể nào mình thay đổi được. Không thể nào mà mình thay đổi được cái lời nói. Bởi vì khi mà một cái lời nói mình đã thốt lên rồi thì cái lời nói đó nó không còn thể... Bởi vì trong cái hội chúng đã nghe được rồi thì cái lời nói mình sẽ không thể nào mà mình thay đổi. Thành ra cái lời nói mình cần nên phải cẩn thận và cần nên phải thận trọng trong những cái lời nói. Bởi vì khi mà chúng con cầm mic là chúng con có những lúc thì chúng con do cái tâm lý chúng con chuẩn bị để chúng con nói, có những lúc thì nó cũng bị khóp, có những lúc thì nó cũng bị rung. Nhưng mà nó đỡ hơn lúc trước rất là nhiều. Thì... có những lúc đó thì chúng con vừa vào thì Sức Nhật Quỳnh thì mời chúng con lên liền. Thì chúng con vẫn cầm mic chúng con nói, nhưng mà có những lúc thì chúng con vừa nói, chúng con vừa suy nghĩ, vừa để mình nói những cái lời nói, mình nói những gì. Thành ra một cái điều mà chúng con nói thật sự thì chúng con cũng trong cái đạo tràng này thì chúng con cũng nhờ Ngài Chí Đức đã tạo điều kiện cho chúng con rất là nhiều. Và sau đó thì chúng con cũng nhờ quý vị ở trong đạo tràng đã đến với đạo tràng, cũng như là Sích Nhật Quỳnh hay là nhờ quý vị đang hiện diện trong đạo tràng thì cũng nhờ quý vị đến với đạo tràng thì chúng con cũng học hỏi từ những cái kinh nghiệm, từ cái sự chia sẻ về Phật Pháp hay là những cái gì nó còn có rất là nhiều để chúng con học hỏi rất là nhiều từ nơi trong đạo tràng này. Thì nói chung thì ngay bản thân của chúng con thì chúng con học hỏi cũng nhờ trong cái đạo tràng này mà chúng con có một cái sự mạnh dạn, có một cái sự tiến bộ trong cái từ cái lời nói. Bởi vì chúng con thấy khi mà lên mà thuyết pháp ngồi trước cái hội chúng thì có những cái hội chúng có cái hội chúng ngồi trước mặt thì thuyết pháp thì mình nói pháp chuẩn bị bài vở mình thì con thấy hình như là nó dễ hơn khi mà đến với cái đạo tràng này. Đến với cái đạo tràng này thật sự khi mà đây là chỉ là một cái màn hình để mà mình nói, mình chuẩn bị một cái tâm lý, chuẩn bị một cái tinh thần để mà mình nói thì chúng con thấy hình như là nó khó hơn là mình ngồi trước hội chúng để mình thuyết pháp. Thì nói chung chúng con thấy rằng là khi mà chúng con đến với đạo tràng này thì chúng con học hỏi rất là nhiều từ nơi cái đạo tràng này. Bởi vì nói Phật Pháp thì rất là bao la, Phật Pháp thì rất là thâm sâu. Bởi vì chúng con thấy từ cái kinh nghiệm về Pháp học hay là từ cái kinh nghiệm về Pháp hành thì chúng con thấy còn rất là yếu. Còn rất là nhiều điều để chúng con học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà chúng con thấy rằng chúng con đến với đạo tràng này thì chúng con học rất là nhiều. Nhưng mà nó cảm thấy rằng là nó cũng chưa đủ. Nó vẫn còn là thiếu rất là nhiều. Nhưng mà có những lúc thì chúng con rảnh thì chúng con vẫn lên
vẫn lên để sinh hoạt cùng với đạo tràng. Thì chúng con cũng xin thưa với ngài cũng như đạo tràng, thì thật sự thì chúng con thì ở đây thì 3 giờ kia là ngày nào thì chúng con cũng đã thức, mà ngay cả thì chúng con là từ khi mà chưa có đi tu á, chúng con còn là người cư sĩ ngoài đời á, thì chúng con đã là 3 giờ kia là chúng con đã thức từ lúc mà chúng con chưa đi tu đến bây giờ. Thì hầu như là cái đó là một cái thói quen của chúng con từ ngày xưa tới bây giờ. 3 giờ kia thì chúng con ở nhà thì chúng con đã thức, nhưng mà đúng 4 giờ là chúng con tụng kinh. Thì chúng con đã quen từ lúc ở là người 4 giờ tụng kinh, 4 giờ kia cho đến bây giờ cũng vậy. Thành thử ra cái khi mà chúng con đến chùa, mà cái chùa nào mà tụng kinh giấc phia 4 giờ là chúng con rất là hoan hỷ. Đây là chúng con nói thật sự với cái tâm chúng con là như vậy. Nhưng mà ở chùa chúng con đó thì 4 giờ phia vẫn tụng kinh. Nhưng mà lúc này thì trong chùa hiện giờ thì có mấy sư ở. Hiện giờ thì trong chùa cũng có được 4 vị. Thành ra thì chúng con cái giờ đó thì đánh chuông. Thì chúng con cũng thấy trong đạo tràng thì chúng con muốn lên để vào 4 giờ thì chúng con muốn lên để truyền giới. Truyền giới cho đạo tràng. Thì nói thật sự thì cái giờ đó là cái giờ mà chúng con tụng kinh. Nhưng mà mấy hôm nay thì nhờ có quý sư, thì lúc nào không có quý sư thì chúng con sẽ lên tụng kinh để có khi nào mà có một vị hay gì đó thì chúng con lên tụng kinh chung để cho nó quan hỷ. Thì ở đây thì 4 giờ thì chúng con tụng kinh từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Nhưng mà bắt đầu là từ 4 giờ rưỡi bắt đầu là hành thiền tới 5 giờ rưỡi. Thì ở đây là chúng con có cái quy định ngày nào cũng vậy hết. Từ 4 giờ tụng kinh đến 4 rưỡi, 4 giờ rưỡi hành thiền đến 5 giờ rưỡi. Xong rồi là 5 giờ rưỡi thì nghỉ, trả thiền. Xong rồi thì vệ sinh chút xíu rồi bắt đầu là dùng điểm tâm sáng. Thì ở đây là như vậy. Thì chứ không phải là chúng con 4 giờ là chúng con không có cái công việc. Nhưng mà thì lúc nào thì chúng con đến vào lúc 4 giờ thì chúng con vào trong đạo tràng, 4 giờ thì chúng con sẽ lên truyền giới đến cho toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Thì nói chung thì nói tóm lại thì chúng con đến với đạo tràng này, chúng con cảm thấy là chúng con học hỏi từ những cái lời dạy của Đức Phật qua những cái ngày, cũng như là quý vị trong đạo tràng cũng đã chia sẻ, cũng đã nói lên những cái kinh nghiệm, những cái sự tu tập, những cái sự học pháp của mình, để khi mà chúng con ngồi thì chúng con nghe thì chúng con cũng thấy được những cái kinh nghiệm, từ góp ý những cái nào hay thì mình sẽ cố gắng mình học, và những cái nào mà nó không được tốt đẹp thì mình nên loại bỏ. Thì với khi mà chúng con đến với đạo tràng là như vậy. Thì cũng như là ngài Chí Đức ngài cũng đã nói, thì đối với chúng ta khi mà chúng ta đến với cái đạo tràng này thì chúng ta cũng phải nên để chúng ta lên để chúng ta chia sẻ, để chúng ta cầm mic chúng ta chia sẻ, xem là cái sự kinh nghiệm hay là cái sự học hỏi của mình được hiểu biết được tới đâu, và cái nào khi nào mà mình cảm thấy mình còn khiếm khuyết hay là mình còn thiếu sót những gì thì mình cần phải bổ sung thêm, mình cần phải học hỏi thêm. Thì thật sự thì khi mà được duy trì một cái gum được như vậy là một điều rất là khó, một điều nó không phải là chuyện dễ. Nhưng mà được sinh hoạt và được duy trì một cái gum được tốt đẹp như vậy là cũng nhờ rất là nhiều người, cũng là nhờ rất là nhiều từ chư tôn đức, cũng như là từ quý vị đã đến với đạo tràng, chúng ta chia sẻ từ những cái kinh nghiệm, từ những cái sự ủng hộ của quý vị mà cái đạo tràng càng ngày càng được bền vững, và càng ngày càng được để mà nó tồn tại cái gum này cho đến ngày hôm nay. Đó là cái điều mà các Phật tử chúng ta đến với đạo tràng là như vậy. Thì cùng thì chúng con cũng xin nói với ngài, cũng như là cũng xin thưa với quý vị,
Thì cái điều mà chúng tôi cũng rất mong là quý vị đến với Đạo Tràng là chúng ta cần phải có sự nỗ lực để chúng ta đến với cái gym này. Chúng ta cần phải nỗ lực để chúng ta học hỏi và chúng ta chia sẻ về Phật Pháp. Khi mà chúng ta đến với Đạo Tràng này thì chúng ta chia sẻ về những Phật Pháp, về những cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta hiểu như thế nào là lời dạy của Đức Phật và hiểu như thế nào là cái sự tu tập đúng theo con đường mà Đức Phật Ngài đã dạy. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi lại thì chúng ta nói chuyện phiếm, chúng ta nói chuyện mà nó không thẳng vào Phật Pháp, thì như vậy thì cái điều đó nó vô ích. Nhưng mà còn khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta đến với Đạo Tràng, chúng ta ngồi lại, chúng ta chia sẻ Pháp, đó là một cái điều thật sự rất là đáng quý, thật sự rất là hoan hỷ. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng đã dạy, thì Đức Phật Ngài cũng đã dạy, khi mà chúng ta hội họp lại thì có hai việc mà chúng ta cần phải nên làm. Đó là chúng ta chia sẻ, nói năng về chánh pháp, hay là chúng ta ngồi lại chúng ta, nếu như chúng ta không nói năng về Phật Pháp thì chúng ta ngồi im lặng như trạng thái im lặng Phật Thánh. Thì có hai việc mà chúng ta cần phải làm, đó là Đức Phật Ngài rất là tán thán. Còn nếu như mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta đi nói chuyện của người này, nói chuyện của người kia, nói chuyện của này xấu tốt, nói chuyện của ngoài thế gian, thì như vậy thì cái điều đó thật sự là điều mà chúng ta thật sự đáng chê trách. Bởi vì trên thế gian này, cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta cần phải tìm hiểu, đó là cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta tu tập, chúng ta hiểu được lời dạy Đức Phật, chúng ta tu tập để chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau, thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Đó là những điều mà thật sự chúng tôi rất là hoan hỷ và xin chia sẻ qua đôi điều đến toàn thể quý vị trong Đạo Tràng. Thì giờ đây chúng con chỉ có một vài điều như vậy, chúng con xin gửi mít lại cho Ngài cũng như gửi mít lại cho quý vị trong Đạo Tràng. Bây giờ thì giờ đây chúng con chắc chúng con không biết Ngài còn chiếc máy không. Bây giờ chúng con kính dâng mít lại cho Ngài, để Ngài có những lời sắc tấn cho chúng con, để chúng con có sự tinh tấn nỗ lực thêm. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thủ đại Đức Phật Trang. Quý vị thấy đại Đức Phật Trang tâm sự ha. Thời gian đến với cái room Phật giáo Lâm Truyền này là một vị sư, bây giờ coi như quyền trụ trì ha một ngôi chùa, mà một ngôi chùa độc nhất trong một tỉnh, tức là coi như làm sếp của một vùng. Nhưng mà khi tâm sự đến với cái room này còn nhát, còn run, còn sợ, còn núp lùm. Bây giờ thì quý vị thấy thao thao bất tuyệt ha. Rồi trong cái quá trình từ một người cư sĩ ha, có một cái đức tu, có một cái sự thức khuya dậy sớm, một cái sự tinh tấn trong cái vấn đề tu tập. 3 giờ khuya dậy, 4 giờ tụng kinh, rồi mãi kéo dài thời gian cho đến bây giờ, nó thành ra một cái thường thân y duyên, tạo nên một cái đức. Và quý vị thấy do sự cố gắng của mình, và bây giờ thì cái giọng nói của Đại Đức Pháp Trang trong cái sự tu tập của mình đã thể hiện đến với Đạo Tràng một cách rất là thuần thục ha, mời là lên, đâu có ngán, đâu có ngán, đâu có sợ, đâu có run nữa đâu. Thì quý vị thấy rằng bản lãnh khi chúng ta tiếp cận, khi chúng ta giao tiếp, khi chúng ta coi như đến với cái room này, giống như Đại Đức Pháp Trang nói rất là khó. Ngồi thuyết pháp trước một hội chúng, chúng ta nhìn vào mặt người ta,
để rồi thấy cái sự biểu hiện qua thân biểu trì người ta thế nào, mình có thể tâm lý và đi vào lòng người qua những cái bài giảng. Nhưng mà còn đối với cái lúc này mà chúng ta sinh hoạt á, là không thấy người mà chỉ thấy cái nickname. Mà khi thấy cái nickname như vậy, nếu một ai đi ngang qua phòng nghe ngồi nói một mình lám nhảm chắc nói rằng mình điên quá. Khuya mà ngồi cứ lám nhảm một mình như thế này thì không điên thì cũng khùng thôi chứ. Chỉ có những người vậy thôi. Nhưng mà thật sự khi chúng ta sinh hoạt ở chiều room này, nó dễ hơn là cái vấn đề chúng ta thuyết giảng đối với một hội chúng nào. Khi thuyết giảng một hội chúng nào đó thì chúng ta phải tâm lý để thích hợp với hội chúng. Còn khi sinh hoạt ở những cái room này, chúng ta có cái ưu điểm hơn là tư liệu chúng ta có thể phong phú. Chúng ta tìm nhiều tư liệu để rồi chúng ta đi vào một cái đề tài nó xúc tích mà người ta họ không có nhìn thấy. Chứ còn trước hội chúng, mình nhìn vào cái hội chúng để mà thuyết giảng thì mình phải nắm vững chi pháp, phải thuộc lòng chi pháp. Còn ở đây chúng ta không cần thuộc lòng mà chỉ cần những tư liệu để rồi chúng ta làm cho cái đề tài được phong phú. Thì theo sự trình bày của Đức Pháp Trang cũng có những cái ưu điểm và cũng có những cái khuyết điểm. Cái ưu điểm khi mà chúng ta sinh hoạt ở trên room này, chúng ta được nổi tiếng bởi vì chúng ta không nói bậy. Chúng ta nói có tiêu đề, chúng ta nói có chi pháp. Và chúng ta cảm thấy rằng càng ngày làm cho chúng ta mạnh dạn hơn. Nó tóm lại đối với Đại Đức Pháp Trang thì quý vị thấy rằng do cái đức tu của mình từ một người cư sĩ rồi bây giờ trở thành một vị sư, rồi với cái sẵn đạo của mình đối với một ngôi chùa, Đại Đức Pháp Trang đã trưởng thành, đã lão luyện, đã thuần thục và cảm thấy đây là một vị tăng trẻ có tài. Chúng tôi cũng rất hoan hỷ. Và sự xuất hiện Đức Pháp Trang ở trong room này, có một người rất là nể sợ Đại Đức Pháp Trang, biết ai không? Ai trong room này ngán Đại Đức Pháp Trang? Đại Đức có biết không? Chết Nhật Quỳnh chắc lên chữ run làm Đại Đức Pháp Trang coi như là khóc rồi. Trời ơi, biết hết trơn ha. Tại sao Sít Kim lại ngán Đại Đức Pháp Trang? Đó, Đại Đức Pháp Trang biết hết đó. Rồi, Sít Kim có chút máy không? Làm sao mà để cho người ta biết cái ưu điểm là mình sợ hả? Mình phải sợ chính mình chứ. Tại sao mà thấy Đại Đức Phật Trang là sợ là sao hả Sĩ Kim? Rồi xin hỏi ý kiến của Sĩ Kim, tại sao mà lại sợ Đại Đức Phật Trang hả? Đang lấy xe hả? Dừng lại trả lời. Trời ơi, đang lấy xe mà cũng nghe nữa. Thôi, tóc qua một bên đi, trả lời đi. Tại sao sợ Đại Đức Pháp Trang rồi đi ra đường cũng lấy xe cũng sợ luôn hả? Alo. Ai, vấn đề đang lấy xe hay tập trung đi? Để cơ hội khác ha. Chúng ta còn 8 phút nữa là đến giờ của Huynh Pháp Hữu. Trong vòng một tiếng đồng hồ này, chúng tôi mong rằng những vị mới hãy mạnh dạn lên. Trên Đại Đức Pháp Trang khi chia sẻ nói rằng với cái nickname là một vị tăng, nhưng mà đến này còn nhát, còn sợ, còn núp lùm, thì với những cái sự trình bày như vậy làm cho những người mới ngại không dám đưa tài.
đó là một cái yếu điểm. Ai cũng sợ hết à, xin kiệm nó ai cũng sợ hết. Như vậy là không tự tin chính mình. Đức Phật nói Atano Atahi Atano Natho, ta là nơi nương nhờ cho chính ta, mà không nương nhờ nơi chính mình mà nương nhờ nơi tha nhân, cho nên ai cũng sợ hết. Như vậy là yếu xìu ha. Chứ kìm gặp lại Đức Phật Đăng sợ là phải rồi. Biết mới xong à. Rồi rồi bây giờ cá nhân những cái vị mới mới ha, đạo hữu Hiền Hòa, đạo hữu Diễm Quyên nè, đạo hữu Trang Thư nè, rồi đạo hữu Biên Ben nè, đạo hữu Hóa Anh nè, đạo hữu Nguyên Hằng nè, đạo hữu Hàng Nguyên nè. Ai cho đạo hữu Hàng Nguyên là mời chắc lên đó. Alo, đạo hữu Hàng Nguyên 80 khỏe không? Vì này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc không biết ở ngoài đó không khí có lạnh không? Ở trong này chuẩn bị chuyển mưa, cho nên thấy cũng hơi dễ dễ mà khó khó ha. Rồi hôm nay là cái giờ của huynh pháp hữu đạo hữu Hàng Nguyên này, xin chia quyền xin Hàng Nguyên rất có cảm tình và rất là hứng thú bây giờ của huynh pháp hữu. Rồi bây giờ mời xin Hàng Nguyên ha, có ý kiến thế nào sự tiếp thu đối với sự trình bày của huynh pháp hữu. Xin có thể cho biết rằng mình đã tiếp thu được những kiến thức Phật học rất là tốt của huynh pháp hữu khi mà đến với cái room này. Được không ạ? Mời bàn tay xích Hà Nguyễn. Alo. Chúng ta còn có 5 phút rồi để chia sẻ. Mời xích Hà Nguyễn ha. Alo, alo, đồ cầm micro lên. Chào bà con, cô bác, coi hơn ha. Chứ còn bây giờ chứ chát chát lên như vậy không có hay, không có thực tế bằng cầm micro. Rồi mời Sĩ Hàng Nguyễn ha. Không biết lên mic trong máy tính. Rồi bây giờ mời Sĩ Nhật Quỳnh hướng dẫn cho Sĩ Hàng Nguyễn đi. Mời Sĩ Nhật Quỳnh ha. Máy tính cầm mic như thế nào? Alo, xin Nhật Quỳnh. Rồi, xin mời nha. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Hà Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ Hà Nguyễn có nghe được không? Nghe được phải không? Bây giờ Hà Nguyễn nhìn xuống nhìn xuống trước nhất là đưa bàn tay lên đi ha. Dạ, nhìn xuống màn room phải không? Màn room mà nhìn xuống tới cái hàng cuối cùng thì có một cái dấu hiệu, một cái bàn tay. Nhật Quỳnh không có nói tiếng Anh nha, nói dấu hiệu thôi nha. Dạ, nhìn thấy cái bàn tay không? Nếu mà Hà Nguyễn thấy cái bàn tay, Hà Nguyễn đưa cái con chuột vào cái bàn tay đó, rồi Hà Nguyễn ấn chuột phải một cái thôi nha, ấn một cái thôi thì sẽ đưa được bàn tay. Đâu Hà Nguyễn thử coi có được không? Dạ, đưa con chuột vào ngay cái bàn tay, ấn một cái. Quên nữa, không biết là Hà Nguyễn là dùng cái banh thoát mới hay cái banh thoát cũ. Nếu banh thoát mới thì con bó tay á bạch sư. Dạ, con không biết dùng banh thoát mới đâu. Dạ, Hà Nguyễn dùng banh thoát cũ hay dùng banh thoát mới? Nãy giờ Nhật Quỳnh nói Hà Nguyễn có thấy được không? Có thấy cái bàn tay không?
Ồ thôi vậy là cái giao diện mới thì Nhục Quỳnh bỏ thai rồi. Nhục Quỳnh rất là sợ cái giao diện này. Tại vì cái giao diện này có nhiều vị sau này dùng thì không biết đưa tay chỗ nào, cũng không biết cầm mic chỗ nào. Mà Nhục Quỳnh thì rất là sợ cái giao diện này nên là Nhục Quỳnh trốn nha. Nhục Quỳnh trốn, nó mời Nhục Quỳnh trốn hoài. Ồ đó được rồi, Hoa Châm Pha, mời Hoa Châm Pha nghe. Vậy là Hoa Châm Pha dùng giao diện mới phải không? Dạ mời Hoa Châm Pha. Alo. Alo. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Năng Lê. Con kính đảnh lễ quý ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đại alo. 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 Dạ, thi thoảng cái máy của con nó có bị rớt vậy. Alo. Dạ lúc nãy quý ngài Chí Đức có nói là hỏi con là ở miền Bắc đang nóng hay lạnh, như ở miền Bắc bây giờ là đang rất là nóng ấy ạ. Mà thời tiết thì hơi khó chịu một chút nên là rất là nhiều người bị ốm. Vâng, cảm ơn Huynh Chánh Ngộ ạ. Ở cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi thì kéo dài, con thì cứ sau cái đợt mà cái bài chú Bình vừa mới chia sẻ về cái việc là tỉnh thức đối với lại bệnh tật và cái chết. Thế thì qua cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi ấy, có rất nhiều người chết vì tai nạn này, nước. Thế nhưng mà ở gần nhà con thì có một cái chú ấy là giám đốc trung tâm giám định pháp y. Thế mà chú ấy bị mất ở trong nhà một thời gian rất là dài mà không ai biết, có nghĩa là mất đến 4 ngày liền. Mọi người cứ nói rằng là đấy, cả đời chú, cả đời chú làm công việc là đi xét nghiệm pháp y, khám nghiệm tử thi cho người khác, cuối cùng là đến lượt chú là chú lại bị alo 123 123. Sĩ khoa Trùm Ba hết nghe rồi ha. Bây giờ Huynh Pháp Hữu đã đến với đạo tràng và đề tài hôm nay Huynh Pháp Hữu trình bày đó là một đề tài hấp dẫn, gọi là tu đi, gọi là du hành Mỹ Quốc, tức là một cái vấn đề mình đi đây đi đó, nhưng mà trong khi đi như vậy cũng là tu tập chứ không phải là đi chơi ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng với Huynh Pháp Hữu du hành Mỹ Quốc ha. Rồi xin mời Huynh Chánh Ngộ
Thỉnh Giảng Sư và chúng ta cùng với huynh Pháp Hữu làm một chuyến đi qua nước Mỹ. Nam Mô Bụt Thầy, con xin đọc Thỉnh Giảng Sư. Brahma chaloka thipati sahampati katam chali anthivaram aya chata santi thasata parachakajatika dese tuthamang anukam pimang pachang sathamma fering vinayan chakayang sutan chabanthang afithamma chamang A cô ta yan to cha tu sắc cha đàn đàn pháp bồ tha này ye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vượt lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nhà con kính nhiều mít lại cho chú Pháp Hữu. Dạ, cảm ơn huynh Chánh Ngộ. Con xin kính lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tổng đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Không biết trong rung có nghe rõ, cảm ơn huynh Chánh Ngộ. Như thường lễ, trước khi bắt đầu buổi đàm luận Phật pháp, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ āphivādayami Suvākā bhagavatā dhammo dhammamassāmi Suppatipanno bhagavato savaka saṅkho Saṅkhaṃ namāmi. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅkhaṃ namassāmi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi chia sẻ đàm luận ngày hôm nay. Đó là tựa đề du hành Mỹ Quốc trong tháng 4 2019. Kính thưa quý chư tổng đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, chúng tôi đã vắng trong rung trong 3 tuần qua. Lý do chính là đi Mỹ để thăm gia đình. Chúng tôi có hai người con gái, cô hai với cô ba. Cô hai thì làm bác sĩ, sống ở một cái miền đông của nước Mỹ. Mới vừa có đứa con gái đầu tiên và chúng tôi cũng đã lên chức ông ngoại, được bán rồi. Cô ba thì chưa có gia đình, làm việc ở đây cho một công ty quốc tế.
khai thác dầu khí và quặng mỏ. Nhưng mà năm ngoái thì được đề nghị thăng chức, nhận một cái nhiệm sở mới ở bên Mỹ, ở Houston, bang Texas. Nơi đó là coi như là trụ sở chính hay là tổng hành dinh của công ty BSP, công ty quốc tế về khai thác dầu khí. Thì cô ấy bắt đầu làm việc từ đầu tháng Giêng năm nay, rồi có ngỏ ý mời chúng tôi sang thăm, xem cô ấy sinh hoạt như thế nào. Đó cũng là một chuyến đi mà không có định trước. Thường thường chúng tôi sửa soạn một chuyến đi xa, đi hải ngoại, đi ra nước ngoài hay đi về Việt Nam là cũng phải 6-7 tháng, có khi cả năm. Thì cuối năm ngoái thì đầu tiên là dự định đi về Việt Nam vào khoảng tháng này để tham dự lễ quay sặc Liên Hiệp Quốc ở ngoài Bắc. Nhưng mà giờ chót thì khi được cô ấy đề nghị như vậy thì chúng tôi đổi ý, bỏ đổi ý định không về Việt Nam mà đi Mỹ. Cái lý do chính là để thăm con, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật, cũng là cái cớ sinh nhật ở tháng 4 của cô ba. Đồng thời thì trong gia đình anh chị em chúng tôi thì sau biến cố 30 tháng 4 42 năm trước, 44 năm rồi chứ ha. Thì cũng giống như đa số các gia đình Việt Nam khác, nhất là ở miền Nam thì cũng bị phân tán chia ly. Thì một số anh chị em thì sống ở sang định cư ở Houston, bang Texas. Một số khác thì định cư ở vùng là quận Cam, Orange County ở miền Nam California. Thì lâu lắm rồi không có dịp gặp nhau. Lần đầu tiên chúng tôi sang Mỹ là nhìn lại thì cũng khoảng năm 1996, 23 năm trước. Rồi sau đó thì cũng thỉnh thoảng cũng có một vài anh chị có sang chơi ở bên ở Perth. Nhưng mà 20 năm gần đây thì sau khi ông cụ, ông thân qua đời rồi thì các anh chị cũng lớn tuổi, không có đi qua bên này nữa. Mà chúng tôi cũng không có dịp để mà đi sang Mỹ. Thì thôi thì lần này cũng nhân cái cớ đó để đi, vừa đi thăm con mà vừa đi thăm gia đình anh chị em con cháu bên họ hàng bà con ở bên Mỹ luôn. Như chúng tôi vừa nói là đa số thì sinh sống ở hai nơi, hai thành phố chính. Một là ở Houston, hai là ở vùng loanh quanh trong vùng quận Cam, quận Orange County. Ra cái chuyến đi này là thật sự là có tính cách gia đình, cá nhân, riêng tư. Chúng tôi không có ý định đi tham quan, đi viếng thắng cảnh này kia hoặc dự tiệc tùng gì hết. Bây giờ lớn tuổi rồi, mình cũng không có thích đi xem thấy cảnh nào hết. Ở đâu thì cũng nhà cửa, ở đâu thì cũng biển núi, ở đâu thì cũng cây cối vậy thôi. Không, bây giờ không ngắm cảnh, mà cũng không có hứng thú đi xem những cái gì mà kỳ quan dị thảo gì hết. Còn về hành hương thì hôm trước có trình bày rồi thì cũng thỏa mãn rồi. Xem như đã đi trong ước nguyện, trong lòng đã thành tựu. Đã đi viếng bốn nơi động tâm và sáu nơi kết tập kinh điển. Thì xem như cũng thỏa mãn rồi. Còn ở Việt Nam thì ngày nhỏ, ngày xưa có cái ước nguyện là đi xem dọc theo bờ biển Việt Nam hình chữ S. Từ Hà Tiên xuống Cà Mau rồi trở lên đi qua Vũng Tàu, ra Phan Thiết, Nha Trang, Phan Rang, qua rồi ra Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, lên tới Hải Phòng, ra tới Móng Cái, cũng đã đi rồi. Thế ra xem như cũng thỏa mãn, ra ba không có ý định đi du lịch nữa. Lần này thì đi là cái chủ ý là để thăm bà con họ hàng. Mà anh chị thì cũng lớn tuổi rồi. Chúng tôi năm nay thì 68, thì cả anh chị chúng tôi thì cũng trên 80 hết rồi, có người trên 90 nữa. Thành ra cũng phải cố gắng đi thăm. Nếu rồi về sau mà có xảy ra chuyện gì buồn thì mình cũng không có ân hận. Thành ra mình cũng có quyết tâm đi. Sẵn khi mới trở về đây, về khoảng hồi tháng thứ năm vừa qua,
cũng còn mệt mà không có chưa có dịch thuật thêm cái phần mới mà không có sửa soạn gì nhiều. Nhưng nhớ việc giữ lời hứa với sư Trí Đức cũng như chị Nhật Quỳnh là sẽ trở lại room vào ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng không biết nói gì, thì hôm nay cũng xin mạn phép mong quý vị, quý anh chị hoan hỷ để chúng tôi trình bày cái tùy duyên, tùy hứng về cái chuyến đi vừa qua, cũng như là cũng được thâu thập một ít điều suy tư có liên hệ đến sự tu tập của cá nhân. Đó thì hôm nay thì chúng tôi chỉ xin vắn tắt như vậy. Và cũng như thường lệ thì chúng tôi cố gắng đưa vào khoảng 8 cái hình. Chị nào vào được thì xin cho số 1 và được 8 cái hình đó trong cái link mà chị Nhật Quỳnh mới vừa đưa ra trong cái bản thông báo. Đầu tiên là cái link đầu tiên là để chỉ sơ lược về của cái hành trình chuyến đi của chúng tôi. Đó là cái bản đồ của chuyến bay. Anh chị nào vào được thì xin cho số 1. Thì nước Úc là tương đối ở xa xôi biệt lập, nhất là ở Perth. Chúng tôi thường hay nói đùa là Sydney với Melbourne là nơi mà đa số dân chúng của Úc tập trung về đó, thì cũng giống như Sài Gòn, Hà Nội. Còn xứ Perth thì chúng tôi thì thường hay nói đùa là bẹt Cà Mau, giống như là xứ Cà Mau xa xôi ở Việt Nam, có ít người hơn, dân cư tương đối ít hơn. Thì từ Perth có hai hướng đi, một hướng đi về đi Mỹ, đi về miền Đông, hoặc là đi hướng đi về miền Tây. Hướng về miền Đông tức là từ Perth đi qua, nếu cho nhìn bản đồ thì bản đồ mà đưa ra thì đi về hướng bên tay phải. Từ Perth chúng tôi đi qua bên Sydney, Melbourne, hoặc là đi lên Indonesia hoặc Singapore. Rồi từ đó vượt Thái Bình Dương ở hướng Đông, đi bay qua tới miền Tây của nước Mỹ, tức là vùng California hay là thành phố Los Angeles. Rồi từ đó đón máy bay nội địa đi đến các thành phố khác. Những người ở Mỹ và về Việt Nam thì có lẽ cũng đi theo cái hướng này, tức là đi băng qua biển Thái Bình Dương. Một cái hướng thứ hai con gái của tôi, cô Ba, nó nghiên cứu qua những thông tin trên mạng, thì cô ấy cho biết là mặc dù còn thấy lạ nhưng mà tiện hơn là đi về hướng Tây. Từ Perth chúng tôi bay lên Singapore, từ Singapore đổi máy bay khoảng mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, 5 giờ từ Perth bay lên Singapore. Rồi tại phi trường Singapore đợi khoảng 2 tiếng nữa, 3 tiếng gì đó. Rồi đổi máy bay cũng là hãng Singapore Airlines, đi một chuyến máy bay thôi, đi thẳng qua Mỹ tới thành phố Houston. Nhưng mà một cái chuyến dài như vậy thì cũng như lý do động cơ, cơ khí hoạt động của máy bay, cũng như là họ muốn rước thêm hành khách, thành tử họ chia làm hai chặng, cũng là một cái chuyến máy bay từ Singapore bay thẳng tới Anh Quốc, tới thành phố Manchester, khoảng 13 tiếng đồng hồ trên máy bay. Rồi tới Manchester rồi thì mình đi xuống để họ dọn dẹp, làm vệ sinh trong cái khoang máy bay, rồi họ máy bay đổ xăng thêm. Ở ngoài ra phi trường, mình ra ngoài chờ đợi chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi vào trở lại với thêm một nhóm hành khách mới từ Anh mà họ muốn đi Mỹ. Rồi sau đó băng Đại Tây Dương đi qua thẳng qua thành phố Houston khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy thì cái chuyến đi này là chúng tôi đi về hướng Tây, tức là từ Perth chúng tôi đi qua Singapore rồi băng Ấn Độ Dương rồi xuyên qua một số quốc gia Âu Châu rồi đáp xuống Anh Quốc. 13 tiếng đồng hồ từ Singapore đi Manchester, rồi sau đó từ Manchester bay thẳng tới Houston, băng qua biển Đại Tây Dương. Thì đó là cái hướng mà chúng tôi đi lần này. Nó hơi lạ, có nhiều người thấy lạ, nhưng mà tính lại thì có hai điều lợi mà thấy cô Ba, đứa con gái, nói đúng. Thứ nhất là đơn giản, không có đổi máy bay. Bởi vì cô ấy nói rằng khi mà tới Mỹ rồi, xứ Mỹ rộng lớn, có nhiều phi trường, nhiều khi lộn xộn, khi mà đổi máy bay đi nội địa này kia, nhiều khi bị chậm trễ hoặc có khi hành lý bị thất lạc này nọ. Còn ở đây thì mình đi đơn giản, nhất là mình lớn tuổi rồi, chậm chạp nè.
Thành thử ra hành lý là họ gửi thẳng cho tới Houston luôn. Ở đây mình chỉ từ Perth chỉ qua tới Singapore đổi một chuyến máy bay thôi. Rồi từ đó ngồi máy bay đi thẳng qua tới Mỹ, qua tới thành phố Houston. Rồi đơn giản, không có lo lắng nhiều, không có sợ bị không trễ chuyến bay. Bận về cũng vậy thôi, cũng đi ngược trở lại. Lý do thứ hai đó là tương đối ngắn. Tổng cộng cái số giờ bay mà số giờ mà ngồi trên máy bay là khoảng 28 tiếng đồng hồ. Ừ, không có cách nào khác. Nếu mà đi về cái hướng miền Đông băng Thái Bình thì cũng khoảng đó hơn, có khi 30 tiếng hơn. Thì ra tương đối nó có những cái lợi như vậy đối với một người ở Perth thôi. Còn nếu mà các anh chị khác nào mà ở Sydney, Melbourne thì có thể đi cái hướng Thái Bình Dương. Hoặc là ở Việt Nam thì bắt buộc phải đi hướng Thái Bình Dương rồi. Là phải tùy cái mình ở. Hôm trước và khi trình bày trong Facebook như vậy, nhiều người họ rất ngạc nhiên. Nói tại sao không đi cả Thái Bình Dương? Bởi vì họ không hiểu. Mà khi hiểu rồi thì mình thấy đó là cái đường đi tương đối tốt nhất. Không biết còn nghe được không? Nghe được thì xin cho số 1. Hoặc là có vào được cái bản đồ này để cho thấy cho rõ. Thì đa phần thì chúng tôi chỉ ở đó thôi, ở loanh quanh ở thành phố Houston để mà sinh hoạt với con gái cũng như thăm anh chị. Chúng tôi không có bạn, không có bạn ở Houston, chỉ có bà con thôi, bà con, có người em gái nữa. Rồi cũng nhân cái cơ hội đó thì chúng tôi như nãy nó có nói là cũng có một số anh chị bà con ở ở California, ở vùng quận Cam. Thành thử ra mới nhờ cô em gái ở Houston tổ chức một cái chuyến bay đi qua thăm bà con ở Orange County khoảng 4 ngày. Hết, thật sự ra thì chỉ có 2 ngày là thật sự ở đó thôi. Còn một ngày thứ nhất và ngày thứ tư là để sửa soạn chuyến đi và chuyến về. Coi như có 2 ngày thăm. Cũng vui. Là bởi vì qua cái chuyến này ở Houston cũng như ở California, ở Orange County chúng tôi gặp lại được hết tất cả anh chị em, những người bà con gần. Rồi quả cảm động hơn là gặp những đứa cháu. Đứa cháu có đứa thì nó ra khỏi nước năm 69 cho tới giờ, tức là khoảng 50 năm. Hơn chứ, nó đi năm 67, 52 năm không có gặp mặt. Vậy mà nó vẫn nhớ tới mình. Có đứa bây giờ là nó lái xe mô tô, làm trong giờ cho cảnh sát, là làm trong cái những cái không biết làm gì, nhưng mà xưa là làm cảnh sát, là đi lính Mỹ. Nó lái xe gắn máy, xe mô tô lớn, đi một 60 mai tức là 100 cây số lái xuống để thăm mình. Mình thấy rất là cảm động. Có đứa thì bay máy bay tới, đi máy bay tới gặp những đứa cháu bây giờ lớn hết rồi, đứa nào đứa nấy cũng trên 50 hết rồi. Có đứa gần 60 đang tính chuyện về hưu. Khi xưa thì chỉ là những đứa bé nhỏ thôi. Nên ra mình nhìn như vậy rồi mới thấy thời gian qua mau, rồi mới thấy cái cảnh sanh già bệnh tử. Mình già, nhiều khi mình không biết, chứ khi nào mình bị bệnh hay là đi đâu mà làm nặng nhọc, mình thấy mau mau mệt mới biết mình già. Nhưng mà mình đâu có biết mình già. Khi là mình nhìn những người chung quanh, nhất là nhìn những cái đứa bé hồi xưa, trong cái đầu óc mình vẫn còn cái hình ảnh những đứa bé 5, 6 tuổi, 9, 10 tuổi vậy. Bây giờ gặp lại đã thành người lớn hết rồi. Có gia đình, có công ăn, việc làm, nó có con, có đứa, còn có cả cháu nữa. Tức là bây giờ chúng tôi đã lên chức ông. Ngoài cái lên chức ông ngoại tại Úc thì qua Mỹ thành ra ông chú, ông bác rồi. Mình lên chức ông. Nhìn như vậy mình mới thấy già. Mình thấy và mình mới thấy cái tưởng của mình nó như thế nào. Mình biết là cái Đức Phật có nói mình có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái tưởng là cái suy tưởng, cái tưởng tượng của mình. Trong đầu óc mình lúc nào cũng có cái hình ảnh có một đứa cháu nhỏ như vậy, ngây thơ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì lạ quá. Chỉ còn một vài nét có thể nhận ra được. Còn mà đa phần là hoàn toàn khác, cao lớn. Rồi gặp lại những người bạn, những người bạn mà từ khi học trung học rồi mười mấy, 20 năm, có những người bạn 50 năm mới gặp lại. Từ khi chia tay ở học xong lớp 12
tức là tú tài lớp lớp đệ đệ nhất hồi xưa, rồi có đứa thì đi Mỹ, có đứa đi Đức, có người còn ở lại Việt Nam, bây giờ gặp lại thấy lạ đó. Thấy đầu tiên cái các anh chị thử nhìn cái đó, đây cũng là cái hình thức học tập, mình thử nhìn một cái người như vậy hoặc một cái đứa cháu hay cái người quen của mình mấy chục năm không có gặp, rồi thử đừng có tình tỉnh nhìn lại cái tưởng của mình. Mình thấy mình rất ngạc nhiên, phải không nè, mình rất là ngạc nhiên, không ngờ như vậy. Thật ra nhiều khi cái tưởng nó, nếu mình không khéo nó sẽ lôi kéo mình đi tạo những cái nghiệp hành không có tốt, thiện hay bất thiện là ngay cái chỗ đó, chứ cái tưởng là không thể nào bỏ được, lúc nào mình phải có, nhưng mà đừng có tin vào cái tưởng đó, cái tưởng quẩn. Mình thấy cũng là một cái điều nhỏ nhỏ vui vui mà mình nhận xét được khi mà đối chiếu với lại những gì Đức Phật đã dạy cho mình. Mình thấy như vậy. Hoặc là cái lời nói ấy, cái khi có sẵn đây cũng nói luôn là có những vị có chúng tôi cũng gặp một vài người lạ nữa. Người lạ đấy tức là chưa gặp mặt bao giờ nhưng mà chỉ quen biết qua Pao Talk này, hoặc là qua một vài cái hình ảnh trên Facebook, thành ra người bạn đạo, bây giờ gặp lại dưới đất thấy lạ. Bởi vì khi mà mình không thấy mặt người đó, nhất là mình chỉ trong cái Pao Talk thôi chứ không nói Facebook, Facebook mình còn mà thấy được mặt người đó, nhưng mà chỉ qua cái Pao Talk mình chỉ nghe cái giọng nói của người đó thôi, trao đổi qua, tự nhiên cái mình có cái tưởng, mình nghĩ cái người này là cao hoặc mập hoặc ốm hoặc lùn hoặc đẹp hoặc xấu hoặc trẻ hoặc dài đó, mình có một cái, mình tưởng là một cái hình ảnh của cái người đó. Nhưng đa phần chúng tôi có kinh nghiệm, chẳng những ở trong cái chuyến đi này mà trong những chuyến về Việt Nam, mà khi chúng tôi quen những cái người bạn qua hoặc qua những cái môi trường internet mà không có hình ảnh, chỉ trao đổi qua âm thanh với lại trao đổi qua những cái dòng chữ thôi đó. Trong đầu óc mình suy nghĩ về cái người đó khác, mình tưởng ra cái người đó là cái mặt mày như thế này, hình dáng thế này, nhưng khi gặp là hoàn toàn sai, không khi nào mà chúng tôi đoán đúng được, lạ lắm mà thấy cũng vui. Không biết các anh chị có gặp cái trường hợp đó hay không, thấy rõ ràng vậy, rất ngạc nhiên. Và cũng nhờ đó mà mình biết được thêm, mình phải cẩn thận với cái tưởng của mình, đừng cho nó là sự thật. Có một lần về Việt Nam, chúng tôi có ngồi uống cà phê tâm tình với một người bạn đạo, thì anh ấy cũng vui lắm, đổ đầu cũng tưởng, rồi gặp nhau mới cười, tưởng là một người chững chạc này nọ, mà gặp là lại vui tếu, thích nói chuyện tiếu lâm khôi hài này nọ, rất là thân. Rồi cuối cùng nói cái chuyện này thì kết luận rằng một câu mà chúng tôi thấy rất hay: tưởng là khổ. Tức là nếu mình dính vào cái tưởng đó, là mình khổ, phải coi chừng. Không biết là anh Dũng nha, có hiểu chỗ này không? Cái câu này chúng tôi nói ngắn gọn: tưởng là khổ là phải coi chừng. Khổ là ngay cái chỗ đó, do cái tưởng của mình tưởng đủ thứ. Bây giờ thì chúng tôi trải cái chuyến đi, thì đi có tới đâu thì chúng tôi sẽ trình bày, sẽ chia sẻ thêm tới đó. Mà cũng xin sám hối, xin lỗi trước đạo tràng là hôm nay không có sơ soạn, nói tùy hứng tùy duyên. Chúng tôi cũng có yêu cầu một vài chị ở trong rung bản đạo không có thu âm, thường thường gần đây thì các bạn đó có thu âm rồi để lại trên YouTube để anh chị nào khác mà không có nghe được bữa hôm nay thì có thể nghe lại trên YouTube về những cái chia sẻ trong những cuốn sách của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Nhưng mà lần này đặc biệt là chúng tôi yêu cầu đừng có thu âm, bởi vì chỉ nói với trình bày tùy duyên, không có sửa soạn trước. Bây giờ thì tại khi chúng tôi ở, như chúng tôi nói là đa phần là ở Houston, nhưng mà làm gì thì làm, lúc nào ở tâm mình cũng hướng về Phật Pháp, về những sinh hoạt Phật giáo, thành thử ra cũng tìm việc, mặc dù không có ý định gặp các bạn đạo hay là các chư tăng ni, nhưng mà nếu có dịp thì cũng ghé vào chùa, đi đâu chúng tôi cũng, nếu có chùa là chúng tôi thường hay tìm cách ghé vào lễ Phật. Rồi nếu gặp được các vị tăng ni để thưa hỏi thì tốt, còn không thì thôi, chứ không có hẹn trước. Nhưng mà nhất định là phải, nếu mà trong cái vùng mình ở có những ngôi chùa thì cố gắng để tới lễ Phật.
gieo duyên, rồi sao đi đâu mình cũng hướng về đó. Thì lần này thì tại Houston chúng đi thăm một vài cái ngôi chùa mà để gặp được một vài vị sư, cũng như khi đi qua vùng California. Thì ở Houston, mời các anh chị đi qua cái hình tiếp ha, cái hình tiếp. Chúng tôi đi thăm hai chùa. Thứ nhất là chùa Liên Hoa ở tại ngay tại thành phố Houston, trụ trì là ngài Hòa thượng Huyền Việt. Chúng tôi chưa gặp ngài bao giờ. Đây là lần đầu tiên gặp mặt ngài, mặc dù đã có biết cái trang web cũng như cái hoạt động sinh hoạt Phật giáo của ngài từ khi ngài Hòa thượng Huyền Việt còn là trụ trì ở chùa Bổ Môn ở vùng Port Arthur, một vùng miền biển cách Houston cũng mấy trăm cây số đó. Thì cái chùa đó thì nổi tiếng là ngài trồng hoa sen, những có những cái hoa sen rất đẹp và có chụp hình đưa lên mạng. Thì biết hình ảnh về ngài, nhưng mà lần này thì nghe cô em gái nói là bây giờ ngài về Houston mở chùa Liên Hoa ở Houston, chứ không phải là Liên Hoa ở Dallas. Có hai chùa Liên Hoa ở Houston. Thì chúng tôi cũng ghé vào đó chỉ để biết chùa như thế nào, chụp vài tấm hình vào điện lễ Phật, rồi hỏi thăm thì biết là hôm đó ngài còn ở trong chùa, không có đi ra ngoài. Thì chúng tôi có đến tịnh thất và gõ cửa thăm ngài. Ngày khi mà ngài bước ra nhìn ngài biết ngay, ngài cũng có cái lạ, có lẽ là ngài cũng có theo dõi những sinh hoạt cũng như hình ảnh của mình trên các trang web. Ngài rất vui, ngày vào rồi ngồi uống trà, hỏi chuyện cũng cả mấy tiếng đồng hồ. Thì đó là cái hình chúng tôi xin phép được đảnh lễ và được chụp một tấm hình với ngài Hòa thượng Huyền Việt. Không biết trong room này có quý sư có biết ngài hay không. Ngài nói giọng như giọng Huế, và cũng cho biết các sinh hoạt của gia đình Phật tử cũng như sinh hoạt Phật giáo tại chùa Liên Hoa. Thì vài ngày cũng có dẫn đi xem những cái nơi mà ngài trồng sen. Thì chúng tôi cũng hoan hỷ, và hẹn hứa là lần sau nếu có dịp trở qua nữa thì sẽ đến chùa thường xuyên hơn. Đây chỉ là lần đầu tiên thôi. Rồi sau đó chúng tôi có nhờ cô em gái đưa đến chùa Pháp Luân. Ngài trụ trì là Thượng tọa Giác Đẳng. Mời các anh chị xem cái hình tiếp. Các anh chị có vào được hình này chưa? Chùa Pháp Luân này thì cách đây 23 năm, khi chúng tôi như đã trình bày hồi nãy đi sang Mỹ lần đầu tiên, thì cũng có ghé, cũng có qua Houston thăm anh chị em, thì chúng tôi có đến đó một lần. Nhưng mà lần đó thì không có gặp chư Tăng, chỉ đến đó lễ Phật thôi. Rồi hôm nay tới thì cũng đầu tiên thì cũng hỏi thăm, thì vào sau khi là vào lễ Phật thì gặp một vài anh chị Phật tử đang làm công quả, thì hỏi thăm thì mới biết sư Giác Đẳng đi ra ngoài, nhưng mà vẫn có sư Nguyên Thông. Thì chúng tôi rất là mừng, xin phép đến để mà gặp sư Nguyên Thông. Rồi và đây cũng là lần đầu tiên gặp sư. Các anh chị nào mà sinh hoạt trong Pao Thoát lâu năm thường xuyên thì chắc có lẽ biết sư Nguyên Thông và sư Giác Đẳng. Sư Nguyên Thông thì chúng tôi chỉ liên hệ qua Pao Thoát thôi, chỉ rồi qua biết tiếng nói cũng như có những dòng chữ trao đổi với nhau thôi, chứ chưa gặp mặt lần nào. Thì lần đầu tiên là gặp sư. Sư cũng lớn tuổi rồi, sư cũng nhưng mà xuất gia gần đây, khoảng 5-6 năm gần đây đó. Chưa có về Việt Nam, hình như thọ giới với ngài Hòa thượng Viên Minh rồi trở qua. Hiện nay thì sư ra tu tập ở chùa Pháp Luân. Thì sau đó thì sư Giác Đẳng đi công việc mới về chùa, thì gặp sư sẽ mừng lắm. Mà sư Giác Đẳng thì chúng tôi nhiều lần rồi, trong khi mà sư đi qua Úc hoằng pháp, sư thường xuyên đi qua Úc, nhất là khi mà ngài Hòa thượng Hổ Giác còn sống thì sư thường đi chung với ngài, đi qua bên này và ở một vài chùa ở tại Perth. Chúng tôi có nghe sư thuyết pháp,
cũng như Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài Hòa Thượng Hộ Giác thì viên tịch rồi. À, hiện nay tại chùa Pháp Luân có một cái tháp nhỏ, có bức di tượng của Ngài, chúng tôi có đưa trên Facebook, và chúng tôi cũng có đến đó lễ lại. Thì vào trong chánh điện thì chúng tôi rất là ấn tượng với cái tượng Phật đó. Ngày xưa thì thấy chụp hình đưa lên mạng, nhưng bây giờ mới thấy tận mắt. Tượng Phật có tạc rất đẹp, và có cái mặt, cái khuôn mặt rất từ bi, và cái dáng đẹp. Phật tạng một tượng bằng đá, và cái lối trình bày của bàn thờ cũng rất đẹp, rất đơn giản gọn, không có hoa màu, màu sắc, màu mè, bông hoa nhiều như đa số các chùa Việt Nam khác. Chúng tôi thường, ở đây là xin nói là, đây là cái nhìn của một cá nhân thôi, cái nhìn chủ quan của một cá nhân. Có lẽ chúng tôi quen nhìn cái tượng Phật tại Perth rồi, thành thử ra khi vào chánh điện chúng tôi thích một những cái chánh điện trang nghiêm nhưng đơn sơ, đơn giản. Ít có màu sắc, ít có bông hoa này kia. Nhiều khi mình vào đó rồi mình thấy rối mắt. Nhiều khi chúng tôi hay nói đùa là vào đó lễ lại xong mình đi ra, mình không biết là mình lễ lại Đức Phật hay lễ lại bông hoa. Nhiều khi choáng hết cả tượng Phật. Không, ở dưới nhìn lên không thấy được mà tượng Phật, mà chỉ thấy được một phần của tượng Phật thôi. Đa phần là bông hoa làm hoành tráng, che khuất, mà màu sắc làm cho nhức mắt. Thì qua cái nhìn riêng của một cá nhân thì chúng tôi cảm thấy không quan hỷ lắm. Chỉ thích những cái nơi nào đơn sơ, mình vào, mình lễ lại, mình cảm thấy nhẹ nhàng. Thì chùa Pháp Luân cũng vậy. Các anh chị thấy hình, hình của cái tượng Phật, cái bàn thờ, cũng có trái cây, cũng có hương hoa, nhưng mà đơn sơ thôi, nhưng mà có vẻ nghệ thuật. Chứ không có phải là cái gì cũng đem lên đó hết, là thấy nó choáng đi. Mình nhìn mình lại lại mình thấy nó nhẹ nhàng, mà có cái lòng thành kính để mình nhìn thấy rõ được Đức Phật. Thì đây là chia sẻ cái nhìn của một cá nhân thôi, chứ không phải là mình đây là một cái gì chủ quan, chỉ là chủ quan thôi của một cá nhân. Thì có đó thì cũng tình cờ được hẹn với lại một cái cặp vợ chồng trẻ, hai em này thì mới sang định cư tại Houston từ Sài Gòn, cũng quen biết qua Paul Talk rồi cũng là điện thoại liên lạc gặp, vui gặp, thấy những người trẻ mà cũng có học thức đi qua bên đó định cư mà vẫn tâm vẫn hướng về Phật Pháp, cũng vẫn tìm hiểu, thì mình hoan hỷ vô cùng, mình coi như là những cái thế hệ trẻ tiếp nối với thế hệ già của mình, như vậy thì mạch của Phật Pháp mới còn tồn tại. Và mình thấy thỏa mãn hay là cung thỏa mãn được cái những nhu cầu tâm linh của những người trẻ này. Chứ không phải họ cũng rất là khát khao được biết Phật Pháp, cái tầm cầu những sự bình an nội tại. Thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ khi mà gặp được cặp vợ chồng trẻ đó. Rồi đó là những gì mà chúng tôi ở quen đi hai chùa, chùa Liên Hoa cũng như chùa Pháp Luân ở tại thành phố Houston. Ngoài ra thì nghe cô em gái nói còn có một vài chùa Bắc Tông khác nữa, nhưng mà chúng tôi không có thì giờ, có thể là để những cái chuyến sau nếu vẫn còn dịp mà đi trở qua Houston, hoặc là cũng muốn đi thăm những cái chùa Sri Lanka hoặc là những cái chùa Thái Lan mà mình chưa có dịp đi. Lần này thì chỉ đi được thăm được hai chùa Việt Nam ở Houston thôi. Rồi chúng tôi thu xếp như nói là có làm một cái chuyến bay đi sang từ Houston bay sang Santa Ana, Orange County, ở vùng vùng Cam ở miền Nam California, thăm anh chị và các cháu ở bên đó. Rồi chúng tôi cũng có tổ chức một cái buổi họp mặt. Nhưng mà trước khi đó thì chúng tôi xin kể một cái chuyện khác nữa. Các anh chị qua xem cái hình tiếp. Một chuyện cũng là một cái nhân duyên rất là kỳ lạ. Các anh chị vào được chưa? Thì trên từ Orange County chúng tôi đi về Pomona, một cái thành phố ở phía Bắc, cách đó chừng khoảng 100 cây số.
thành phố này thì cách đây 23 năm chúng tôi đã có từng đi lái xe đi ngang nhưng mà không có dịp dừng lại. Chúng tôi biết được có một ngôi chùa đầu, một trong những chùa Việt Nam đầu tiên ở đó là chùa Pháp Vân, trụ trì là Ngài Hòa Thượng Chân Trí, và đã từng liên hệ với Ngài qua điện thoại cũng như qua email, chưa gặp mặt bao giờ. Và lúc đó thì bắt đầu làm trang web Phật giáo Buddha Sasana, thì mình rất cần những cái tài liệu, thì Ngài có gửi qua cho, và nhờ đó mà rất biết ơn Ngài. Đồng thời gửi qua những cái file vi tính để chúng tôi đưa lên trên mạng những cái cuốn kinh sách mà chùa Pháp Vân trong cái thời gian đó đã ấn tống cũng như cho người đánh máy lại. Và chúng tôi còn nhớ quý nhất là cái bộ Thanh Tịnh Đạo do Ni Sư Trí Hải dịch, mà hình như là ở Minh Vị đánh máy lại rồi cho xuất bản. Và về sau này những cái ấn bản tại Việt Nam in ra gần đây thì hình như là cũng dựa theo cái ấn bản đó của chùa Pháp Vân. Chúng tôi quý vô cùng và vẫn còn giữ tới bây giờ, giữ làm kỷ niệm. Và cũng được cái file vi tính, chúng tôi có thể nói là một cái trang web Phật giáo đầu tiên mà phổ biến cái bộ Thanh Tịnh Đạo do Ni Sư Trí Hải dịch và bắt nguồn là từ chùa Pháp Vân. Hơn nữa ra cũng không tới Pomona là tính thăm anh của chúng tôi, già rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng mà ông anh khi qua gần tới cái thành phố điện thoại thì ông anh cho biết là hôm nay ảnh bận, không có thể tiếp mình được liền, phải hẹn 1-2 giờ đồng hồ sau mới tiếp được. Ra khi mình tới Pomona rồi thì chạy lên quanh không biết đi đâu, không quen ai ngoại trừ anh chị của mình thôi. Cái tự nhiên bỗng nhớ có cái gì nó nhắc nhở trong đầu, ở đây có chùa Pháp Vân thì bây giờ mình đi thăm. Rất lạ, có một cái nó bỗng nhiên nó có cái ý tưởng nó phát ra trong đầu mà mình không có định trước. Thì bây giờ thì với kỹ thuật tối tân thì chúng tôi có nhờ cô em lấy điện thoại ra tra vào trong cái Google Map, cái bản đồ GPS, tìm ra được địa chỉ, chạy tới, cũng chạy lên coi một hồi thì mới tới được. Tới đến chùa Pháp Vân thì nhìn thì mình biết ngay là bởi vì có tấm bảng mà cũng như đã từng thấy hình ảnh trên mạng rồi mà cũng không có báo trước Ngài Hòa Thượng. Nó thôi đừng có báo, tại mình cũng không có ý định, không có một cái chương trình gì hết, mình chỉ đi tham quan và đi lễ Phật thôi. Thành thử ra khi vào rồi chúng tôi đi ra phía sau chùa có những cái cảnh quan, cảnh viên, những cái tượng Phật chuyển pháp luân, tượng Phật, những cái tượng đá lộ thiên, chúng ta thấy cũng đẹp và chụp hình. Thì tự nhiên thấy Ngài từ trong một tỉnh thất bước ra. Ngài bước ra, Ngài nhìn chúng tôi, nhận ra ngay bởi vì đã từng thấy Ngài trên Facebook. Ngài cũng là một trong những nhóm có Facebook mà chúng tôi có thành lập. Anh thử nhìn là biết ngay chúng tôi tới xá chào, vái chào Ngài. Thì Ngài cười, Ngài nói đây có phải là anh Bình Hansen hay không? Ngài nhìn là biết ngay, rất lạ. Rồi mà Ngài rất là thân thiện. Và nhìn rồi chúng tôi đối ngồi đi nói chuyện với Ngài mà cảm thấy làm như là đã quen biết Ngài từ lâu rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên được gặp Ngài. Thì đó cũng là một cái nhân duyên. Mình thử ra mình thấy, thôi mình khi đi về mình ngồi mình ngẫm nghĩ là thứ nhất là phải có duyên với nhau. Thiên lý, mình xa ngàn dặm thì mà có duyên thì có thể gặp được, cái duyên thì đã đủ rồi. Thứ hai là phải có cái tác ý, và có tác ý mạnh mẽ nè. Bởi vì như chúng tôi nói nãy là nãy rồi cái tác ý đến thăm rồi phải đi thăm cho được, rồi phải tìm cách. Lúc đó thì cô em gái lái xe, người chồng lái xe, người em rể lái xe mà họ không có biết gì về cái chùa này hết, mà không có địa chỉ gì trong thể, tự nhiên tác ý là dùng điện thoại tra sẽ mà tìm cho được. Rồi mình thấy phải có cái tác ý mạnh như vậy và phải có cái lòng thành, ngồi suy nghĩ như vậy thì mới có thể thành tựu được những cái ý định của mình. Và mình tới chùa mình thấy hoan hỷ vô cùng. Không biết các anh chị thấy nghĩ thế nào, cho chúng tôi đi tới đâu mà dầu mệt cách mấy mà khi đi vào chùa, vào trong chánh điện, bất cứ chùa gì, có thể là chùa Nam Tông, Bắc Tông, hay là chùa Khất Sĩ, hay là chùa Tây Tạng, chùa Tào, chùa
đồ miếng gì cũng vậy. Chúng ta không có phân biệt điều đó. Mình chỉ đi vào xin phép, vào chánh điện, rồi mình lễ lại, có thể niệm thầm trong tâm niệm Phật. Ngồi đó mình nhìn tượng Phật là mình thấy có một cái không khí rất là trang nghiêm mà nó nhẹ nhàng. Đi đâu cũng vậy thôi, không phải chỉ có bên Mỹ mà chúng tôi đã từng đi đi qua miền Đông nước Úc, hoặc là đi Sri Lanka, đi Thái Lan, đi Ấn Độ, đi về Việt Nam cũng vậy. Khi ở Việt Nam chúng tôi lái xe Honda đi vào những cái đường hẻm nhỏ, những cái chùa nhỏ thôi, nó chỉ một căn nhà nhỏ, nhưng mà mình xin phép đi vào trong chánh điện mình lại Phật là mình thấy cái tâm nó hoan hỷ lắm. À, thì đây cũng là một cái chia sẻ một cái gì. À, thì giờ trở lại vấn đề, đây là chúng tôi có được cái phước duyên lần này gặp được ngài Hòa Thượng Trang Trí, mặc dù đã từng liên hệ quen biết với nhau qua email cũng như qua điện thoại gần 40 năm rồi. Mình thấy rất lạ. Và mình tin ở nhân duyên, mình càng có cái lòng tin ở nhân duyên thôi. Mình đã ra có một số anh chị trong Facebook này, mà nếu mà chưa gặp thì có thể nếu mà đủ duyên sẽ gặp thôi. Chứ cũng không có, không thì mình chỉ liên lạc với nhau qua Paul Talk hoặc qua trên Facebook. Khi nào giờ đủ nhân duyên sẽ gặp dưới đất. Mà phải có tác ý nữa. Và nếu mà chưa thấy mặt nhau qua qua điện qua hình ảnh trên Facebook thì chỉ nghe âm thanh hoặc là chỉ trao đổi những dòng chữ thì mình sẽ thấy cái tưởng mình nó sai biệt như thế nào. Cũng là một cái điều học thêm cho mình biết được phải cẩn thận về cái tưởng. Vui lắm. Không biết là trong này các anh chị có kinh nghiệm như vậy hay không. Nếu mà chưa có kinh nghiệm thì thử để ý. Thí dụ như bây giờ có một số anh chị chưa bao giờ gặp mặt cho chúng tôi, chỉ nghe nói qua giọng nói Paul Talk, rồi có dịp nào đó mà gặp nhau ở một nơi nào đó ở Sài Gòn hay ở Hà Nội hay là đâu ở Việt Nam thì phải nhìn lại cái tâm của mình. Hoặc là khi gặp rồi nhưng mà khoảng 10 năm 20 năm mới gặp lại sẽ thấy khác ngay, thấy là rất lạ, mình cảm thấy cái lạ lùng ở trong. Cũng kể lại một câu chuyện nhỏ nhỏ nói về cái tưởng sẵn cái này. Là có một lần đó chúng tôi về Việt Nam, rồi nhớ tới một người bạn đó thì ở bên Mỹ, nhưng mà có cho biết địa chỉ là vẫn còn cha mẹ và người em gái ở Sài Gòn. Rồi chúng tôi có lấy địa chỉ tới thăm nhà cha mẹ của người bạn đó. Và vào tới, lái xe tới cổng, mình lái xe Honda ở trong đường hẻm, gõ bấm chuông thì cô em gái ra, cô nhìn mình không được, mà mình cũng nhìn cổ ngỡ ngàng. Rồi cái mình mới hỏi đây là có phải nhà của ba hai bác gì đó tên đó phải không, cổ nó gật đầu. Cô hỏi ông là ai, tôi nói tôi là Bình, xin bạn của cái người đó ở bên Mỹ, là cái tới thăm hai bác. Thì cổ mới nói, nhìn mới có sững người. Cổ nói một câu, mình nghe lúc đó mình nghe mình thấy nói một cách nôm na là mình thấy rất là đau buồn. Cô nói, trời ơi, sao mà anh Bình bây giờ già dữ vậy? Cô nói rất là tự nhiên. Mình nghe cái mình thấy, thì ra trong cái đầu óc của cô đó, nó tưởng mình là một cái người sinh viên, lúc đó chừng khoảng 18, 20 tuổi gì đó. Mà bây giờ mình trở về là một ông già 50 mấy tuổi, gần 60 tuổi rồi. Mình thấy rõ ràng, nhưng mà mặc dù mình là nói là mình là Phật tử, mình biết sanh già bệnh chết, mình biết vô thường như vậy. Mà khi mà không biết anh Dũng nghĩ sao, khi nghe người khác phán một câu như vậy, mà phán là tự nhiên mình thấy đau điếng người chứ. Nhưng mà sau đó là mình thấy buồn cười. Rồi mình nhìn lại nó, mình thấy mình cũng nói em cũng già chứ em đâu có nhỏ gì nữa. Tại vì lúc trước á, khi mình tới nhà nó chơi á, thì nó cũng chỉ là một cái cô bé gái thôi, mà bây giờ nó là bốn mấy tuổi rồi, nó nhỏ hơn mình chừng khoảng 10 tuổi thôi. Rồi khi mình không biết mình già, chỉ khi nào mình gặp người khác nói thì mình mới biết. Hoặc là khi nào mà mình thấy mấy đứa cháu thì mình mới biết. Đúng rồi, giờ quen rồi phải không? Mình thấy
mà đó là cái phản ứng rất tự nhiên. Nhưng mà cái điều đó mình nghĩ lại mình thấy, nói thì dễ, nói là vô thường thì dễ, nhưng mà mình chấp nhận được cái sự thật đó, như là phản ứng chấp nhận ngay thì khó đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ai cũng muốn trẻ hoài, không ai muốn mà người ta nói mình bây giờ già yếu hoặc là xấu xí, không còn trai đẹp gái như ngày xưa nữa ha. Nhất là mấy cô phải tránh cái chuyện đó, nói cái đó là đụng chạm mấy cô dữ lắm, mấy cô mấy bà, nhưng mà phải chấp nhận chuyện đó. Rồi có một buổi ngay khi chúng tôi qua Orange County ở bên California, quận Cam á, thì có một cái bữa trưa trống, mấy cô em gái cổ đi thăm mấy người bạn của cổ, thì mình cũng rảnh không biết làm gì, rồi mới nhờ một người bạn học cũ đi tìm một cái nhà hàng, một nhà hàng mà có thể ngồi nhiều người mà không có hối thúc về thời gian, ngồi thông thả. Rồi chúng tôi mới điện thoại gửi tin nhắn tới mời một số bạn học cũ tới gặp ăn cơm trưa với nhau, chuyện trò với nhau thân mật. Thì có khoảng 20 người đến, bạn học cũ gồm có những bạn học từ thời trung học, rồi bạn học từ thời đại học, rồi những bạn học từ hồi nhỏ đi làm công tác xã hội với nhau, và một vài anh huynh trưởng cũng trạc lứa tuổi mình, không hơn kém vài ba tuổi thôi, chỉ có hai anh huynh trưởng thì lớn hơn, thôi lớn hơn mình chỉ khoảng 5-6 tuổi vậy thôi. Thì tới cũng gặp nhau cũng vui, nhưng mà cảm động nhất là gặp một người bạn. Người bạn này như chúng tôi nói hồi nãy là cùng học chung với nhau ở trường trung học Petrusky ở Sài Gòn. Trường trung học đó rất là nổi tiếng ngày xưa, bây giờ thì đổi tên là trường Lê Hồng Phong. Như anh Dũng này cũng là đàn em đây, ở cũng là dân Petrusky đó. Thì hai người bạn đã học chung nhau từ lớp đệ lục cho tới đệ nhất. Đệ lục tức là lớp 7 cho tới lớp 12, 5 năm với nhau. Bởi vì lớp đệ thất, lớp 6, lớp đầu tiên của trung học thì chúng tôi lúc đó học ở Rạch Giá. Rạch Giá rồi mới qua tới lớp đệ lục, tới lớp 7 mới về Sài Gòn. Đó, thì sau khi học xong tới lớp 12 rồi, tới năm 69 rồi, thì xong tú tài rồi, thì tôi đậu vào Đại học Phú Thọ, đại học ở Phú Thọ, Đại học Kỹ thuật Quốc gia. Còn anh ấy thì đi du học, đi qua sang Mỹ du học, ở luôn ở cái vùng lân quanh, ở vùng Orange County cho tới bây giờ. Tức là năm 69 tới năm bây giờ là năm 2019, thì là 50 năm không có gặp mặt nhau. Mà hình như là không có trao đổi hình ảnh, thành thử không biết mặt bà ảnh như thế nào. Chỉ có trao đổi sau này mấy năm gần đây thì có một nhóm cựu học sinh Perisky thì có biết được, liên lạc với nhau thôi, thì biết ở cái vùng đó thôi. Mà anh ấy cũng tới thăm, tới rồi dự buổi ăn cơm này đó. Nhìn cái ngạc nhiên lắm, như chúng tôi nói là mình vẫn nhớ các bạn của ngày xưa đeo kiến. Anh ấy bị cận thị nặng, nhưng mà bây giờ lại không đeo kiến. Nhìn một hồi thì mới thấy được những cái nét cũ. Rồi khi mà ngồi ăn cơm hỏi thăm thì anh ấy nói rằng sau này gần đây thì anh ấy đi có mắt, có cườm, đi mổ mắt, cái cườm là thay cái thủy tinh thể. Ra bây giờ không cần đọc sách hay đi chơi là không cần phải đeo kiến nữa. Mình thấy ra nhiều khi mình thấy cái tưởng cũng là một cái tưởng, nhưng mà thấy vui. Nhưng mà mình có kinh nghiệm rồi, hình thử là không có nói ra, không có nói mà già hay trẻ gì hết, mình chỉ nghĩ vui trong bụng thôi. Đấy, cái tưởng mình là như vậy. Khó lắm. Nhưng mà mình là con người thì không tránh được, nhưng mà mình biết được Phật pháp rồi thì mình biết, mình để ý tới cái tưởng của mình đừng chạy theo cái nào. Có thể mình tưởng đúng, có thể tưởng sai, và đa phần nó là sai. Mà mình không tránh được, phải sắc thọ tưởng hành thức phải đầy đủ năm quẩn, cái tưởng quẩn. Và nếu mà tính mình tưởng sai là mình phải tạo ra cái hành nó không có đúng. Cái hành quẩn nó là cái kết quả của cái tưởng. Đã phải người có cái thọ, tức là khi mà mình mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với lại sắc thanh hương vị xúc pháp, khi tiếp xúc rồi là tức là có thọ rồi, thì là có một cái tiếp xúc rồi thì có thọ, có thọ tức là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc, cái đó là không tránh được. Nhưng mà từ thọ qua tưởng là mình phải coi chừng, coi chừng lúc đó là mình suy cho nó tốt xấu, đúng buồn vui này nọ.
Rồi từ cái tưởng đó là tạo ra cái hành. Cái đây là tạo nghiệp này. Mà mình là phàm nhân thì không thể nào tránh được cái việc tạo nghiệp. Có những cái nghiệp mà mình không xấu không tốt, không xấu không thiện không không thiện không ác, nhưng mà vẫn có phải tạo nghiệp, vẫn có cái phản ứng, phản ứng là mình phải phải cẩn thận cái chỗ đó. Đó là những cái chuyện mà mình có thể áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Rồi trong khi mà chúng tôi ngồi uống nói chuyện ăn cơm trưa như vậy thì có anh bạn học cũ bằng cũng cỡ tuổi lứa tuổi với mình, anh ấy định cư sang Mỹ định cư, hai vợ chồng có một người con trai thôi, không biết còn nghe rõ. Thì người con trai đó bây giờ rồi ra trường làm nha sĩ khoảng gần 40 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Anh em cũng rất lạ mà rất thích hành thiền, tìm hiểu Phật pháp, hành thiền, có nghe, có hình như có theo dõi những cái trang web của Phật giáo của chúng tôi ở trên mạng, cũng như có đọc những cuốn sách mà chúng phổ biến ở trên mạng, rồi đã biết mình, anh em ấy hình như cũng thích, muốn gặp. Rồi, mà, rồi đầu tiên thì nói để mình có hẹn ok, không muốn gặp thì con tới cái nhà nghỉ của bác, chúng tôi có thuê cái nhà, tại đi qua đâu khoảng một đoàn khoảng 8 người, thành thế ra có thuê một cái nhà nhỏ nhỏ, nó con tới nhà bác rồi nói chuyện tâm tình cũng được. Rồi có lẽ sau đó em có thông báo liên hệ với nhóm bạn đạo của em, ra khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau em điện lại, nói rằng bây giờ thay vì con đến nhà bác thì con tới bác, con chở bác đến một cái chùa nhỏ ở trong vùng để gặp một số bạn đạo mà của con mà các anh chị đó cũng muốn gặp bác. Chúng tôi thấy cũng bắt đầu cũng thấy ngại, bởi vì mình đi cái này là tính cách đi thăm viếng gia đình, mà chúng tôi cũng đã từng tuyên bố là không có muốn đi rao giảng hay là thuyết giảng gì hết, mình không muốn làm thầy, chỉ là một người bạn đạo bình thường thôi, có chia sẻ thôi, mình cũng không có kinh nghiệm, không có khả năng để làm thầy, mà cũng không có cái ước muốn, không thích. Mình không thích giảng dạy ai hết. Những cái gì mình biết thì mình chia sẻ để mình học hỏi thêm, chứ còn không có muốn làm lãnh đạo hay làm giảng sư hay thuyết sư cái gì hết. Ngay cả trong cái trang, trong cái room này cũng vậy, ngay từ lúc đầu hơn 10 năm trước khi chúng tôi nhận lời sinh hoạt với nhận lời với ngài Hòa thượng Trí Đức thì chúng tôi cũng nói với sư là con không có thuyết giảng thuyết pháp. Tôi tránh hai cái chữ đó, chỉ là chia sẻ đàm luận Phật pháp thôi, đàm luận với tính cách là một người bạn đạo bình thường thôi, không có thích, không có cái ý, mà cũng không có muốn người khác tôn xưng mình gì hết. Thật ra khi mà em đã nói thì cũng đâu ngần ngại, mà rồi nó thôi quật rồi, tới thì nói chuyện tâm tình thôi, chứ không có giới thiệu cái gì hết. Nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng có mang theo, chúng tôi trở lại cái vấn đề này, là khi mà ở Houston, khi đến chùa Pháp Luân rồi thì sư Nguyên Thông có dẫn đến đưa đến xem thư viện. Thì cách đây 2 năm thì sư Nguyên có liên hệ chúng tôi qua Pau Thoát, có xin phép và chúng tôi đồng ý và gửi sư một cái file vi tính, một cái bản mềm cuốn những lời Phật dạy mà đã từng in ấn tống ở Việt Nam. Thì cuốn sách này gửi qua cho sư Nguyên Thông thì hình như là sư Giác Đẳng cũng biết đọc qua và thích, là muốn ấn tống tại để phổ biến đến Phật tử của chùa Pháp Luân ở Houston, in ra khoảng 2.000 cuốn. Thì sau khi in xong thì sư Nguyên Thông có gửi cho chúng tôi một cuốn. Thì lần khi mà gặp sư ở Houston thì chúng tôi có xin được mười mấy cuốn đó. Thì có đem theo khoảng 5-6 cuốn gì đó để mà tính tặng mà bà con bạn bè quen biết ở California. Thì tối hôm đó chúng tôi cũng có đem sách tới chùa, cũng khoảng có mấy cuốn thôi, nhưng mà mình cũng hoan hỷ bởi vì sư Giác Đẳng ở chùa Pháp Luân ở Houston cho biết là, mà chúng tôi thấy có chụp hình đó, tức là trong chùa, trong cái chánh điện có lẽ là tổ chức theo cái lối cái chùa của, theo cái lối cái nhà thờ của bên đạo Thiên Chúa, là có những cái băng ghế ngồi phía sau
Thì trên mỗi cái băng ghế như vậy thì sư để một một cặp cuốn nghi thức tụng niệm cộng với cuốn những lời Phật dạy, để Phật tử tới đọc, có thể tụng kinh hoặc hay đọc ở đây đọc, mà chúng sư cho biết là đây là thành ra một coi như là một cái cuốn những lời Phật dạy, là xem như là một cái tài liệu giáo khoa Phật pháp căn bản để mà hướng dẫn cho các Phật tử muốn tìm hiểu thêm. Thì mình thấy mình rất là hoan hỷ. Dạ, dạ đó đúng rồi chị Nhật Quỳnh. Đó, mình rất là hoan hỷ. Và chúng tôi cũng cho biết là có một nhóm ấn tống tại tại Việt Nam, các anh chị trong nhóm ấn tống có đề nghị chúng tôi hiệu đính lại cuốn sách đó, và nếu đủ duyên sẽ cho tái bản trong tương lai, thì cũng báo cho sư biết là sư hoan hỷ lắm. Và sư cũng đề nghị là một số Phật tử trẻ không có quen đọc tiếng Việt mà quen đọc tiếng Anh nhiều hơn, thì bây giờ sư đề nghị là có thể xin phép Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề là in theo cái ấn bản mới, in rồi làm hai mặt, hai trang đối chiếu, một bên tiếng Anh, một bên tiếng Việt, để cho những người nào đọc tiếng Anh thì đọc được, những người nào đọc tiếng Việt thì đọc bản tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng ghi nhận cái ý kiến đó, là sẽ suy tính thêm. Thì đó, thì trở lại cái vấn đề là khi buổi chiều hôm đó thì chúng tôi tới, em con của người bạn, em trai con người bạn có đến lái xe tới đưa chúng tôi tới thăm, và có một buổi chia sẻ tại một cái ngôi chùa nhỏ trong vùng Garden Grove, cũng đồng thuộc về quận Cam. Chúng tôi xin đưa ra cái hình ở đây, mời các anh chị đi vào trong cái link đó. Thì đây cũng là chỉ là một cái nhà nhỏ thôi, rồi cải tạo lại thành một cái thiền đường. Nghe nói ngày xưa thì có một vị sư Việt ở, nhưng bây giờ thì sư đã đi chỗ khác. Bây giờ có một vị sư Miến, sư Myanmar còn trẻ đang ở đó. Chúng tôi có tới xá chào lễ lại sư. Thì cái buổi nói chuyện đó thì chừng khoảng hai mấy, ba chục, không nhớ rõ con số, nhưng mà có lẽ đó khoảng đó. Đa số là hầu như tất cả đều chưa có gặp mặt bao giờ. Một số thì biết mình qua những cái trang Facebook cũng như qua trang web Phật giáo, mà hầu như là không ai biết. Thì chúng tôi có hỏi thì các chị nó nói rằng có thể ngồi nói chuyện một hai tiếng đồng hồ cũng được. Thì chúng tôi nói là thôi bây giờ cho nói chuyện chừng, chia sẻ tâm tình chừng khoảng tiếng rưỡi thôi, tới hai tiếng thôi. Nhưng mà cuối cùng là bắt đầu từ 6 giờ và tới 9 giờ mới kết thúc. Thì chúng tôi chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái thế như thế nào mình đến, cái lý do nào mà mình đến với đạo Phật, rồi trong truyền thống Theravada, và cũng cho biết là thật sự ra là ngày xưa ở Việt Nam đã từng quy y với một vị hòa thượng Bắc Tông, nhưng rồi cũng để đó, cũng không có thiết tha lắm. Chỉ tới sau này mà khi mà sang Úc rồi thì mới nhân duyên đầy đủ, để hôm nào chúng tôi sẽ kể thêm, rồi mới biết và hành trì gia nhập thành hội viên của Hội Phật giáo Tây Úc, rồi mới biết được truyền thống Theravada. Mà các vị thầy, các vị sư đầu tiên mà hướng dẫn mình thì đa toàn là những người nước ngoài, sư người Anh, người Đức, người Thái, người Úc. Và kinh sách chúng tôi đọc lúc đó là những cái kinh sách bằng tiếng Anh, lúc đó chưa có liên hệ tới Việt Nam, mà cũng không có nhiều kinh sách tiếng Anh hay tiếng Việt, nhất là trong truyền thống Theravada. Về sau này khi làm trang web rồi thì mới biết được bác Phạm Kim Khánh ở bên Mỹ, rồi mới xin những cái cuốn sách và những cái bản mềm của bác mới gửi qua, rồi Chư Tăng ở Việt Nam mới gửi qua cho một số nữa. Tức là từ năm 96 trở đi, nhưng mà chúng tôi đã biết đến truyền thống nguyên thủy là từ năm 1977. 79 đã biết, là qua bên Úc 2 năm thì có duyên được gặp. Để ra về sau này chúng tôi mới có duyên được đọc kinh sách tiếng Việt. Thì những cái bộ kinh như là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi tương ưng là chúng tôi đọc đều đọc bằng tiếng Anh trước, là bởi vì lúc đó không có bản tiếng Việt. Và cũng kể lại cái nhân duyên như vậy, và cũng nói ở đây cũng nói luôn là chúng tôi chưa từng, lúc đó là chưa, cái vị sư gốc Việt đầu tiên mà tôi gặp trong đời đó là sư Khánh Hỷ, trong cái chuyến đi qua Mỹ năm 1996. Lúc đó thì tôi gặp sư ở San Jose, đó là coi như là vị sư Việt Nam đầu tiên mà chúng tôi gặp trong đời. Rồi sau đó mới mời thỉnh mời sư sang Perth để mà
để hoằng pháp là giải thiền và hành thiền. Thì chúng tôi nhớ ơn sư vô cùng, bởi vì sư là người đầu tiên khai mở bản thân của mình về cái cách hành cũng như lợi ích của đi kinh hành. Mình đã học được những cái lối ngồi thiền của các vị sư Úc, sư Anh, sư Thái, nhưng mà không có vị sư nào mà giảng rõ ràng, có hệ thống tỉ mỉ như là sư Khánh Hỷ khi dạy đi kinh hành như thế nào. Rồi nhớ ơn sư vô cùng. Và sau đó thì chúng tôi mới dịch cái một cái bài với, thành một cái tập sách ngắn là lợi ích của kinh hành của ngài thiền sư Usilananda, rồi gửi cho bác Khánh ở bên Mỹ, thì bác đọc bác thích lắm, rồi bác cho in ngay, cho ấn tống ngay thông qua cái hệ thống in sách của bác. Rồi sau này thì chúng tôi mới phổ biến thêm ở Việt Nam. Đó, bây giờ trở lại vấn đề là ngồi nói chuyện rồi thì mình chỉ chia sẻ thôi, rồi sau đó là có cái phần vấn đáp. Mà chúng tôi là người không có ăn nói giỏi, mà đầu óc không có nhạy bén, là rất ngại cái phần vấn đáp. Nhiều khi người ta hỏi mình bí, thành ra cũng nói trước. Chúng tôi hay nói, cũng như có khi cũng sinh hoạt ở trong vài room power talk cũng vậy. Trong cái phần hỏi đáp thì tôi cũng nói trước là mình phải tôn trọng sự tự do lẫn nhau. Mỗi người tham dự có quyền, có tự do được hỏi cái gì cũng được. Nhưng mà cái người được hỏi hay là cái người đứng ra trình bày thì cũng có được quyền tự do là trả lời hay không trả lời, hoặc là trả lời như thế nào cũng được. Tức là phải có cái sự tôn trọng tự do và lẫn nhau. Như vậy thì nó dễ thông cảm hơn. Chứ nhiều khi mình đặt những câu hỏi khó quá mà mình để bắt bí người khác, mà mình mong mỏi người ta phải trả lời thì cũng kẹt. Hoặc là mình khi mình hỏi để là hỏi để mà người ta trả lời đúng ý mình thì mình mới thích, còn nếu mà người ta trả lời không đúng ý mình thì mình tự nhiên mình sẽ không có thích, không hoan hỷ. Đó cũng là cái tâm lý chung mà nhiều khi mình cần phải tránh. Mình hỏi để mà mình học hỏi. Thành thử là có thể người đó họ không có lý do gì đó, có thể họ không biết, hoặc là họ cảm thấy ngại, hoặc là không tiện trả lời, thì mình cũng tôn trọng. Hoặc là họ có thể cái người được họ bị hỏi hay được hỏi họ trả lời theo cái cách của họ, theo cái cách nhìn của họ, thì mình cũng tôn trọng nữa. Cái đó có cái tinh thần như vậy thì mình mới để học hỏi được, thu thập được nhiều điều lợi ích lâu dài. Đó thì chúng tôi chỉ nói thêm một cái phần như vậy được cũng hoan hỷ. Sau đó thì mọi người đều hoan hỷ, ngồi nói chuyện 3 giờ đồng hồ. Và cũng lập được, nhờ vậy mà lập thêm một vài cái mối liên lạc nữa, để về sau thì có thể tiếp xúc thêm. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình số 6. Chúng tôi thì thật sự là cũng nói là chúng tôi đã bình thường ở đây, bây giờ về hưu rồi, ở nhà thì tương đối vào mạng hơi nhiều, bỏ nhiều thời giờ vào các trang web Phật giáo để mà theo dõi thông tin, rồi học hỏi thêm, rồi trao đổi về Phật pháp trên những cái diễn đàn bằng tiếng Anh, cũng như là có một cái trang Facebook riêng bằng tiếng Việt. Để ra khi mà mình đi ra nước ngoài hay đi đâu xa thì chúng tôi thử là đóng lại, không liên hệ, không dùng tới Internet nữa. Có mang theo máy tính cũng như điện thoại, nhưng mà chỉ là dùng để liên lạc, mà để thu thập một vài cái thông tin cần thiết hay liên lạc với một vài người muốn gặp thôi. Chứ còn không có tham gia, đóng luôn cửa luôn Facebook và các diễn đàn khác ở trên Internet, là không vào, không tham gia, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc như vậy. Với mục đích chúng tôi là mình lấy kinh nghiệm riêng của cá nhân là khi mình đi xa, đi những nơi xa lạ thì mình phải biết tận dụng cái thời giờ, đừng làm uổng phí cái thời giờ công sức thời gian của mình. Mình phải dành thời giờ để mà mình nhìn, quan sát, tiếp xúc, nhìn những cái chuyện gì đang xảy ra, thật sự xảy ra dưới đất. Những cảnh quan, những khu chợ, những khu chùa, hoặc là những người dân sinh hoạt như thế nào. Mình đi mình nhìn, thì khi mình lặng lẽ nhìn một cách khách quan, một cách cởi mở, không thành kiến, rồi mình thu thập được. Từ đó mình mới rút tỉa được những cái kinh nghiệm, những lợi ích cho riêng bản thân mình. Thế còn chúng tôi thấy nhiều người
đi tới đâu cũng đem theo cái phone hoặc là cái laptop, rồi nối mạng là cứ bỏ thì giờ chăm chú vào trong trong cái điện thoại hoặc là cái mạng, thì mình thấy như vậy thì làm sao mình tiếp xúc được với thực tế xảy ra chung quanh mình, một nơi những cái cảnh lạ có những cái điểm rất hay. Nếu mình để ý chịu khó nhận xét thì mình thấy nhiều điểm hay lắm. Nói ra chúng tôi khi mà đi xa là không hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc ở trong internet, trừ một vài cái trục cần thiết thôi. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái thời gian trống vắng, chẳng hạn như ngồi trên máy bay hay là ngồi chờ đợi đâu đó, hoặc là tối trước khi ngủ không biết làm gì. Chúng tôi thường thường đem những cuốn sách, những cái cuốn sách Phật pháp đi theo để mà đọc. Thì ra trong cái link này thì chúng tôi đầu tiên đem ra hai cuốn sách. Cái cuốn thứ nhất là cái cuốn về tỉnh thức đối diện với lại bệnh tật và cái chết của ngài Analayo mà chúng tôi đã trình bày trong rung này được 12 chương rồi. Thì trong tương lai sẽ trình bài tiếp hết, tức là 24 chương, còn 12 chương nữa. Thì đọc từ từ, đọc tới đọc lui rồi, khó đọc lắm. Sư viết rất là chi tiết, thành thử ra mình phải bỏ thời giờ đọc tới đọc lui. Đồng thời có một cuốn nữa nói về nói sư dự nói rằng nói về cái cuộc đời của Đức Phật mà theo cái nhìn của một thiền gia, một hành giả, một thiền sinh, tức là xem coi Đức Phật dạy về hành thiền như thế nào, và ngay cái chính bản thân của ngài ngài hành thiền như thế nào, dựa theo nguồn kinh điển Nikaya cũng như nguồn Hán Tạng A Hàm. Đây là hai cuốn này rất hay, nên theo để đọc. Nhưng mà khoảng vài nhân duyên thôi, khoảng vài ngày trước khi lên đường thì khi đọc cái cuốn Tỉnh thức đối diện với bệnh tật và cái chết của ngài Analayo thì ngài có đề cập đến bài kinh Girimananda mà chúng tôi đã trình bày và sẽ trình bày trở lại, trong đó có 10 pháp quán tưởng. Thì trong cái phần ghi chú, ngài cũng có đề cập tới một cái cuốn sách khác của ngài thiền sư Bồ Hòa Thượng Gunaratana, một vị tôn túc nổi tiếng, có nhiều đóng góp ở Mỹ, mà ngài là người Sri Lanka, người Sri Lanka. Như chúng tôi có trình bày lúc trước, thì hầu như là cái bài kinh Girimananda là một trong những cái bài kinh được chư tăng thường tụng đọc trong những loại kinh, những bài hộ trì. Nhưng mà thấy rất ít ai mà giảng chi tiết cũng như đem ra áp dụng bài kinh này. Sở dĩ mà chúng tôi biết được là nhờ cái cuốn sách của ngài Tỳ Khưu Analayo, chứ ngoài ra là trước đó chúng tôi không có đọc được một cái tài liệu nào hay cuốn sách nào của một vị giảng sư hay thiền sư nào mà nói chi tiết về cách áp dụng của bài kinh này, về 10 pháp quán tử trong bài kinh Girimananda. Thì bây giờ đọc được cái phần ghi chú của ngài Analayo nói rằng ngài Hòa Thượng Gunaratana cũng có viết một cuốn sách về 10 pháp quán tưởng đó, thì chúng tôi mừng quá đi. Mà mình thấy rằng nếu mình đặt mua thì không kịp, bởi vì sách in bên Mỹ, mà mình bên Úc mà đặt mua trên, dù ở trên mạng thì cũng phải tối thiểu từ 2 tới 3 tuần thì mới nhận được. Đó trễ rồi, mình sắp sẽ lên đường rồi. Tự nhiên cái mình nghĩ ra một cách khác. Chúng tôi mới gọi email điện thoại qua hỏi cô ba ở bên Mỹ, nói là con có thể đặt mua cuốn này cho ba được hay không. Nó nói được, dễ dàng, chỉ trong 2 ngày là nhận được thôi. Có một cái tài khoản đặc biệt, đăng ký đặc biệt với lại như qua ebook hay cái gì chúng tôi cũng không rõ, như qua nhà sách Amazon chứ. Thành thử ra chúng tôi nhờ nó đặt mua giùm tôi cái cuốn sách của ngài Tỳ Khưu, của ngài Hòa Thượng Gunaratana. Khi chúng tôi vừa tới Houston thì cô ba báo là cô đã nhận được sách rồi. Chúng tôi có cái cuốn đó để đọc. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm một vài cái ý kiến nhỏ nhỏ. Ngài Hòa Thượng Gunaratana, ngài viết đơn giản, ngài không có viết nhiều tham luận này kia, giống như là một học giả như ngài Analayo, nhưng mà rất là thực tế. Và mình đang đọc để mà đối chiếu, để bổ sung thêm những gì mình đọc từ cuốn sách của ngài Tỳ Khưu Analayo. Bây giờ mình có thêm một cuốn sách khác của ngài Hòa Thượng Gunaratana. Ngài Hòa Thượng Gunaratana năm nay cũng hơn 90 tuổi rồi. Ngài đã từng tiêu sang Perth 2 lần. Ngài nhỏ, người nhỏ, mà ngài rất là từ bi, nhỏ nhẹ. Và ngài cũng là một trong những người ủng hộ việc tái phục hồi, cũng như việc tái truyền giới cho dòng Tỳ Khưu Ni của Theravada. Ngài cũng đã truyền giới cho một số vị Tỳ Khưu Ni ở bên Mỹ và bên Đức. Bây giờ thì
Mời các anh chị qua cái hình tiếp. Thì chúng tôi thấy ở đây trong cái phần introduction, cái phần đầu tiên giới thiệu trong cái cuốn sách The Meditation on Perception, tức là Thiền Quán Tưởng, 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness, tức là 10 cái bài tập hay 10 cái bài tập thực hành chữa bệnh để mà trưởng dưỡng niệm tỉnh thức. Đây là nói về 10 đề tài trong Girimananda mà Ngài lại qua cái nhìn của Ngài là về để mà phát triển niệm. Bởi vì một trong những tập sách mà nổi tiếng của Ngài là quán niệm bằng những cái từ ngữ thông thường, Mindfulness in Simple English. Thật ra mình đọc mình để bổ sung thêm qua cái nhìn của Ngài Hòa Thượng Gunaratna, mình đọc để mà mình bổ sung thêm qua cuốn sách, với cuốn sách của Ngài Thiệt Na La Vô. Thì cái phần đầu, trong cái trang đầu chúng tôi thấy rất hay. Thì theo cái hướng dẫn của Ngài á, thì trước khi mà cái Ngài Thiệt Na La Vô cũng có nói trong một loạt bài ghi âm về cái cuốn sách của Ngài Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật Và Cái Chết. Thì dầu cho mình quán tưởng như thế nào trong 10 pháp quán tưởng, thì đầu tiên phải tâm nó tương đối vững vàng trước. Và cái pháp để làm cho cái tâm vững vàng, tức là quán niệm hơi thở. Ra đây chúng tôi xin đưa ra cái trang này, chúng tôi chưa có dịch, nhưng mà chỉ đưa ra trang tiếng Anh là chúng tôi xin tạm giới thiệu bằng tiếng Việt. Thì đầu tiên Ngài nói rằng muốn bắt đầu thực hành những cái 10 pháp quán tưởng trong bài kinh Girimananda đó, thì mình phải tập cái tâm an định, mà đơn giản nhất là theo cái pháp quán tưởng thứ 10, tức là quán niệm hơi thở, và những hai bước đầu tiên, bốn bước đầu tiên của quán niệm hơi thở. Tức là trong đó là cái bài kinh Girimananda cũng giống như cái bài kinh quán niệm hơi thở. Cái phần đó nó tương đối giống nhau, là Đức Phật khuyên, Đức Phật dạy là một vị tỳ khưu hay đến một khu rừng, hay đến một gốc cây, một cái ngôi nhà trống, ngồi xuống, rồi ngồi xếp chân, giữ lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, với niệm vị ấy thở vào, với niệm vị ấy thở ra. Cái câu này chắc anh chị nào, các anh chị nào đã từng nghe hoặc từng học về thiền, về quán niệm hơi thở đều biết. Thở vào một hơi dài, vị ấy biết tôi hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết vị ấy biết tôi thở ra hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, tôi biết vị ấy thở vào ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết đang thở ra một hơi ngắn. Tức là mình biết, Đức Phật dạy mình phải biết theo dõi hơi thở. Đó là những cái bước đầu tiên căn bản. Mà theo kinh nghiệm riêng cá nhân của chúng tôi thì hành trì đó khoảng 40 năm nữa, tới lui cũng bấy nhiêu đó thôi. Không có cái gì mà cao siêu huyền bí đó. Có lẽ là mình là người bình thường, mỗi người tầm thường thôi. Mình thử ra nhiều khi nghe các anh chị khác mà nói khi hành thiền thấy này thấy kia, tuệ này tuệ kia, chúng tôi khâm phục lắm. Nhưng mà xin thú thật thì bản thân chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, không có biết gì nhiều, mà cũng không có kinh nghiệm gì nhiều hơn, mà cũng không có mong gì nữa. Mình chỉ mong làm sao cho để tự nhiên như vậy, cái tâm mình nó an định, nhẹ nhàng, thư thái là ok, là được rồi. Rồi bây giờ dựa theo cái đoạn kinh đó còn nghe rõ không? Đức Ngài Hòa Thượng Gunaratna mới giải thích thêm thế nào là đến một cái nơi thanh tịnh, thanh vắng. Mặc dù Đức Phật dạy chúng ta là nên tìm một cái ngôi rừng ở một cái gốc cây hay là một ngôi nhà trống, nhưng mà đối với lại cái đời sống bây giờ đó, thì chúng ta có thể hiểu là mình tìm một cái nơi vắng vẻ, hoặc cái phòng vắng vẻ trong nhà cũng được, mà không có dính mắc vào những cái chuyện bận rộn hàng ngày. Có thể đóng cửa phòng lại, hoặc là dặn dò bạn con cháu trong nhà, hay chồng vợ chồng trong nhà đừng có làm phiền ở nhà. Cũng như chúng tôi ở đây cũng vậy, tới giờ chúng tôi hành thiền là bà xã biết, mà tới giờ bà hành thiền thì chúng tôi cũng biết để tôn trọng. Có một cái phòng thiền riêng, phòng đó cũng là cái phòng thờ, có để bàn thờ Phật, để tụng kinh, thì tới cái phòng đó đóng cửa lại, tới giờ đó là hành thiền, là mình không có làm rộn. Mà không có điện thoại hay là computer hay cái gì hết, những cái điện thoại bỏ ra ngoài, ai gọi thì mặc kệ, có thể mình tắt đi cũng được. Có người thì mang đi hành thiền mang theo điện thoại hoặc laptop rồi gọi réo đủ thứ, nó làm cho cái tâm mình loạn động. Thì mình ra khi mình nhất định trong cái thời gian đó mình hành thiền là mình phải tắt bỏ hết,
và làm sao để mình có một cái nơi vắng hoặc là một cái nơi riêng cho mình, và cần phải ở đó đều đặn để tạo thành một cái không khí quen thuộc yên tĩnh. Thứ hai đó là Ngài nói là bây giờ là mình phải có một cái thế, một cái tư thế ngồi vững vàng và thoải mái. Mặc dù Đức Phật nói rằng là phải ngồi xếp chân và ngồi lưng thẳng, có người thì nói là phải ngồi bán già, kiết già, cái đau đớn vô cùng, nhất là những người lớn tuổi chúng tôi, cái đầu gối, cái xương nó cứng rồi, không có thể ngồi được. Khi ngồi cũng phải ngồi theo kiểu miếng điện, hai bàn chân xếp song song, rồi cũng phải kê gối, kê cái bộ đoạn ở trên dưới mông, rồi phải kê ở đầu gối. Thì Ngài cũng dặn như vậy, Ngài qua đường Rách Na cũng vậy. Nói rằng làm sao đó mình ngồi nó thoải mái, tự nhiên, có thể ngồi dưới đất cũng được, mà có thể ngồi trên ghế cũng được. Mà chúng tôi cũng thường hay đề nghị với các anh chị thiền sinh ở đây là ngồi, cái điều quan trọng là ngồi giữ cái lưng cho thẳng, cho thăng bằng. Để bởi vì cái lưng mình không thẳng, nó nhìn hay nghiêng chỗ này chỗ kia, hoặc khi mình dựa vào trong cái thành ghế là dễ ngủ. Mình đừng có dựa vào thành ghế, mình ngồi làm sao cho cái lưng nó thăng bằng. Bởi vì cái ngày Ajahn Brahm cũng dạy là cái quan trọng là mình thấy thư giãn, thoải mái. Bởi vì Ngài Ajahn Brahm cũng thường hay nói đây là mình luyện tâm chứ không phải luyện thân, không phải là mình luyện theo kiểu yoga của đạo Bà La Môn hay của một vài cái tông phái khác. Ở đây là mình luyện tâm, mình phải để cái tâm nó nhẹ nhàng, cái thân nó cũng phải để cho thoải mái, mà điều cần là phải vững vàng và cái lưng phải thẳng. Như vậy, nhờ như vậy thì mình mới dễ tập trung và mới có thể ngồi được lâu dài. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là bring attention to the present moment, tức là bây giờ mình đem chú tâm vào trong cái thời khắc hiện tại. Bây giờ mình sống trong hiện tại. Những cái chuyện quá khứ đã qua rồi, những chuyện tương lai chưa xảy đến, thì bây giờ là mình ngồi làm sao để tâm vào hiện tại. Và hiện tại mình là cái gì? Hiện tại mình là ngay lúc đó là cái hơi thở. Thì Ngài cũng khuyên chúng ta là chú tâm vào trong cái nơi cái chóp mũi, nơi hai cái lỗ mũi mà khi hơi thở đi vào chạm vào đó, chạm vào trong cái lỗ mũi, biết, mình biết. Riêng bản thân chúng tôi thì không, tùy theo cả Ajahn Brahm thì tùy theo cái cơ thể mình ngay cái lúc đó. Có khi thì mình thấy để tâm ngay cái lỗ mũi dễ, có khi thì để tâm vào trong cuống mũi, nghe cái tiếng sột soạt chạy vào chạy ra qua hơi thở. Có khi mình để tâm ở ngực, mình thấy phồng xẹp ở ngực, hoặc là để tâm ở bụng, phồng xẹp ở bụng, chỗ nào cũng được. Chỗ nào mình thấy rõ nhất là mình để tâm. Đó là theo cái cách của Ngài Ajahn Brahm. Còn Ngài Hòa Thượng Vinayaratna thì nói rằng để tâm ngay cái chóp mũi, nơi hơi thở đi vào, đi ra, chạm vào lỗ mũi. Và cái điều quan trọng là để niệm trước mặt, có nghĩa là mình chú tâm vào chỗ đó. Đó là cái gì mình cần phải làm ngay bây giờ, cái thời khắc ngay trong hiện tại, chứ không suy nghĩ những chuyện gì khác. Thứ ba tiếp theo là mình tập trung vào trong cái hơi thở, theo dõi cái hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở vào, vào mình biết, hơi thở ra mình biết. Rồi tiếp theo nữa là mình phải biết, theo biết đó là cái hơi thở dài hay hơi thở ngắn. Biết ở đây là mình nhận biết thôi, chứ không phải là mình cố gắng là mình kiểm soát hơi thở cho nó dài, hay là cố gắng kiểm soát hơi thở cho nó ngắn. Có khi nó dài, có khi nó ngắn, tùy theo cái cơ thể của mình ngay lúc đó, mình có bị bệnh hay không, có khỏe hay không, có buồn ngủ hay không. Rồi cái hơi thở mình nó khác, mình thấy phải được như vậy. Khi nào nó dài mình biết nó dài, khi nào nó ngắn mình biết nó ngắn. Rồi cái điều tiếp nữa đó là phải nhẹ nhàng và đều đặn. Điều này khó lắm. Nhiều khi mình gắng sức quá độ đi cũng không đúng, rồi mình sẽ bỏ. Phải mình đã cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy là mình vui thích khi mình hành thiền thì mới hành thiền được lâu. Phải nhẹ nhàng. Nhiều khi mình, cái tâm mình nó chạy lang thang thì mình biết, mình kéo nó về, chứ đừng có chửi mắng nó, đừng có phiền trách nó. Mình phải, cũng như Ngài Ajahn Brahm có nói là mình phải đối xử cái tâm mình cũng như mình dạy đứa con cứng đầu ngỗ nghịch như vậy. Nếu mình cứng đầu, mình cứng rắn với nó quá thì nó sẽ bỏ nhà, nó sẽ phá hết. Rồi mình phải nhẹ nhàng, tử tế với nó, với cái tâm của mình. Và cái điều quan trọng thứ hai là phải đều đặn mỗi ngày, và một cái giờ nhất định, một cái nơi nhất định như vậy.
tập cho thành ra một cái thói quen tốt. Đó là cái điều cần thiết. Rồi cuối cùng là phải biết uyển chuyển và phải có một cái tinh thần tích cực, vui tươi. Tức là đôi khi mình bị bận rộn quá thì mình cũng phải uyển chuyển theo cái giờ giấc của mình. Nhiều khi mình có đời sống mình bị thay đổi công ăn việc làm, hay thay đổi nơi chốn này nọ, mình không thể hành đúng theo cái giờ đó được, thì mình phải tìm một cái giờ khác thích hợp hơn. Rồi có khi mình bệnh, có khi mình có thể mình chỉ nằm theo dõi hơi thở thôi, chứ mình ngồi không có nổi nữa, hoặc mình đau lưng hay gì đó. Thành ra mình phải uyển chuyển và mình phải có cái lòng tin, phải có cái tinh thần tích cực, positive. Mình phải biết đó, mình hành thiền là nó có ích lợi cho chính mình. Mình có cái lòng tin như vậy, mình vào mình cũng là thấy được cái sự ích lợi đó. Chứ không phải coi đây là một cái bài tập khổ sở, cố gắng hay là để khoe khoang người khác, là chứng tỏ ta đây là như thế này thế kia, hoặc là ham muốn chuyện này chuyện kia, không có như vậy. Đó là một cái sự mình trưởng dưỡng cái tâm của mình cho cuộc đời của mình. Khi mình nhìn như vậy thì mình mới có cái sự thực hành lâu dài được, chứ không phải nay làm mai bỏ. Cái điều đó có người thì đi hành thiền miên mật 7 ngày rồi bỏ, khoe khoang chụp hình xong rồi một vài ngày sau hoặc là một vài tuần sau là bỏ lời bỏ lửng. Thì như vậy không có được. Thà mình làm ít nhưng mà làm đều đặn, mỗi ngày chừng khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút thôi. Nếu được thì hai thời sáng chiều, không thì một buổi sáng hoặc là buổi chiều, đúng cái thời điểm mà thích hợp nhất cho cái sinh hoạt của mình. Khi mọi người đều đi ngủ hay là còn ngủ, yên lặng, hàng xóm được yên lặng, không có tiếng động ồn ào. Mình hoặc là có khi mình tìm một cái ngôi chùa nào đó gần nhà. Có những ngày thường không có sinh hoạt, không có lễ lạc, cái chùa vắng lắm. Mình có thể vào đó rồi xin phép vào chánh điện ngồi thiền thôi. Ngồi 10 phút, 20 phút vẫn nhẹ nhàng. Nhiều khi ngồi trong chánh điện như vậy mà nó tạo thành cái tâm mình nó có một cái lòng, có một cái không khí trang nghiêm, nó làm cho mình dễ hành thiền. Phải chịu khó như vậy. Có khi phải đi lái xe đi tới khoảng 15-20 phút cũng tới, nhưng mà nếu mình thu xếp thời giờ thì mình vẫn có thể làm được những cái chuyện như vậy. Thật là những cái gì mà đó là những cái điều mà chúng tôi thấy được ngay trong cái trang đầu tiên, trong cái phần giới thiệu của Ngài Hòa Thượng Gunaratna, chúng tôi thấy rất là hữu ích. Thì xin chia sẻ như vậy. Bây giờ nhìn đồng hồ thì cũng gần hết giờ, thì chúng tôi cũng xin đi qua một cái câu chuyện khác. Mời các anh chị đi vào đây, vào cái trang tiếp. Không biết còn nghe rõ chứ. Dạ, mời. Vào được cái link này không? Thì nói đi cũng phải nói lại. Như chúng tôi đã nói là mặc dù chúng tôi không vào Internet, ngoại trừ những trường hợp cần thiết. Nhưng mà lần này thì chúng tôi đem theo cái iPad. Nào giờ chúng tôi rất là không thích dùng những cái máy quẹt, tức là iPhone hoặc là iPad, nhưng mà lần này đi thấy nó gọn nhỏ mà của cô ba cô cho, chúng tôi mang theo cái iPad. Nhưng mà buổi tối lần đó thì cũng tò mò tập học sử dụng iPad, chúng tôi mới lướt qua vào trong YouTube. Bà xã thì rất rành iPad, thì bà ấy rất thích theo dõi những cái chương trình YouTube bằng tiếng Thái, còn mình thì mình không có rành. Nhưng mà muốn xem như thế nào thì tình cờ đi vào tìm những cái cuốn sách của Ngài Tỳ Khưu Bodhi. Nhưng mà từ cái chuyện này qua chuyện kia thì thấy được một loạt những cái video đã phổ biến trên YouTube của Ngài Tỳ Khưu Bodhi. Ngài hướng dẫn về 4 pháp thiền. Ngài gọi là 4 protective meditation, tức là 4 pháp thiền bảo hộ. Chúng tôi chưa nghe bao giờ, chưa biết bao giờ, ra tò mò vào. Thì đó là thâu lại cách đây 2 năm, Ngài có mở ra một khóa thiền 5 tuần lễ, 5 cái buổi thứ bảy. Tức là mỗi tuần như vậy thiền sinh tới ngày thứ bảy trọn ngày tại chùa Trang Nghiêm ở bên New York. Một cái chùa Bắc Tông, nhưng mà bây giờ ngày Hòa Thượng Bodhi có ở đó và Ngài dạy ở đó. Ngài hướng dẫn kinh sách và tiếng của hệ nguyên thủy, cũng như Ngài dạy hướng dẫn hành thiền. Thì thâu lại trọn ngày đó, họ thâu lại hết, tức là có 5 cái buổi thứ bảy, nhưng mà họ thâu, họ chia làm từng đoạn, hình thức tổng cộng là 33 cái clip của Ngài Tỳ Khưu Bodhi hướng dẫn hành thiền, 4 cái pháp hành thiền bảo hộ.
Chúng tôi chưa có nghe, từng nghe cái tiếng này bao giờ. Có thật sự mà nói như vậy, chưa bao giờ biết. Bây giờ sau đó chúng tôi tìm trên mạng thì mới thấy có một vài thiền sư có hướng dẫn và cũng có một vài cái tài liệu bằng tiếng Việt nữa. Nhưng mà đối với bản thân chúng tôi là có thể nói rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được cái này là bốn pháp thiền bảo hộ. Và thật sự là bốn pháp thiền bảo hộ thì có Ngài là một trong 40 cái đề mục mà có ghi ở trong cuốn Thanh Tịnh Đạo của Ngài Buddha Gosa. Rồi về sau này các vị thiền sư mới trích ra bốn cái pháp thiền và các Ngài tổng hợp lại thành ra bốn pháp thiền bảo hộ đưa vào trong kinh tụng của Chư Tăng, tóm tắt của Chư Tăng. Bốn pháp thiền này thì mình thấy rất quen thuộc, mặc dù là cái tên thì nó lạ, nhưng mà khi mà nhìn lại cái liệt kê bốn pháp nó là rất quen thuộc. Thứ nhất là Buddha Nusati, tức là niệm về ân đức Phật. Thứ hai là Metta Bhavana, tức là niệm về tâm từ. Thứ ba là Asubha Bhavana, tức là niệm về thân bất tịnh. Và thứ năm là Marana Nusati, tức là niệm về sự chết. Thì bốn cái này thì chúng tôi đã từng làm rồi, nhưng mà để tổng hợp thành ra bốn cái pháp thiền bảo hộ thì mình chưa từng biết, bây giờ mới biết. Thì theo Ngài Tỳ Khưu Bô Đi thì Ngài nói rằng đó cũng là một cái điều mới mẻ ở bên Mỹ. Nhưng mà đối với một số trường thiền ở Đông Nam Á, chẳng hạn như ở Thái Lan, hay Miến Điện, hay ở Tích Lan, thì đối với những khóa thiền dài ngày, có lẽ là 10 ngày trở lên cho tới 1 tháng, thì các thiền sư thường hướng dẫn bốn pháp thiền này trong những cái buổi đầu tiên để nếu mà thiền sinh tập đó, thì xem như có bảo hộ, tức là giúp cho thiền sinh có thể thành thiền được lâu dài. Thì trong tương lai nếu có đủ duyên thì chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài này để chia sẻ và giới thiệu các anh chị. Ở đây thì chỉ nói tóm tắt thôi, bởi vì thời gian có hạn. Tôi chỉ theo dõi, đã dùng nhờ có iPad mà mỗi đêm như vậy chúng tôi bỏ ra chừng khoảng nửa tiếng trước khi ngủ nghe theo dõi Ngài hướng dẫn như thế nào. Thật ra chúng tôi chỉ theo dõi cái phần đầu của mỗi buổi thứ bảy mà đã được thâu rồi, chứ không phải theo dõi hết 33 cái clip này. Và bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục nghe khi chúng ta trở về Perth. Nên đầu tiên là về niệm về ân đức Phật Buddha Nusati. Ngài thiền sư Bồ Đề, Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề có nói rằng sở dĩ mà đưa cái này ra trước là để tập cho mình có một lòng tin, lòng tính thành, tính tấn niệm định tuệ. Ra khi mình có cái lòng tin rồi thì mình mới hành thiền được lâu dài trong cái khóa thiền như vậy. Thì đầu tiên là phải niệm Phật. Niệm Phật ở đây tức là niệm về suy tưởng về chính ân đức Phật, và chúng ta hay tụng Iti Piso Bhagava. Rồi mình hiểu được từng cái ân đức như vậy. Mình hiểu Đức Phật có chính cái ân đức như thế nào. Rồi theo Ngài thì sau đó rồi mình chọn ba cái ân đức mà mình cảm thấy gần gũi nhất. Mình thực hành một thời gian, rồi cuối cùng mình sẽ chọn một ân đức thôi. Mà mình cảm thấy là mình khi mình nói về tụng tới cái tiếng đó và nói về cái ân đức đó là lòng tin mình tăng lên, mình cảm thấy hoan hỷ, tính thành. Cái điều đó là rất cần thiết. Đó là về niệm Phật. Thứ hai là Metta Bhavana, tức là niệm về tâm từ. Thì cái điều này thì chúng tôi quen thuộc, bởi vì trong khóa thiền nào thì thiền sư cũng dạy hướng dẫn làm cái này. Sở dĩ mình niệm tâm từ để đối trị sân hận. Có người ta là hay có tính sân. Và nhiều khi cái sân hận nó rất là vi tế. Không phải là chỉ có cái hận giận dữ mà nó có cái ngấm thành ra cái giống như cái đố kỵ, cái ganh ghét ở trong đó. Rồi hay chê ba này kia, phải để ý cái chỗ này. Ngay bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Rồi nhiều khi mình hay nói đùa, châm biếm. Nếu mình nhìn kỹ thì nó là tánh sân. Mình không có đủ tâm từ. Thành ra nó rất là quan trọng. Và nhất là khi trong những khóa thiền như vậy, mình nhiều khi mình hay nổi sân, trách này, trách kia. Mình để ý. Nhiều thiền sinh đi thiền mà tự nhiên cái tánh sân nó nổi lên rất rõ. Rồi trách móc đủ thứ, rồi phê bình đủ thứ, rồi hờn giận này kia, đủ thứ chuyện. Thành thử ra cần phải biết hành thiền về tâm từ, Metta Bhavana. Rồi tiếp theo nữa, cái pháp hành thứ ba là Asubha Bhavana, tức là niệm về bất tịnh, tức là niệm về 32 thể trược. Thật sự ra là đi trong kinh Tạng chỉ có 31 thôi, rồi chú giải thêm phần não là thành ra 32. Coi như cơ thể mình
được cấu tạo ra 32 phần như vậy, mình phải nhìn cho rõ. Và thường thường thì chúng tôi hay chia sẻ một lần ở trong room này là bản thân chúng tôi thì thường thường chỉ niệm 5 cái phần đầu thôi: tóc, lông, móng, răng, da. Một cái cơ thể con người mình nhìn thấy giặt dầu đẹp đẽ, đen hay là vàng hay trắng hay là gì đó, lớn tuổi hay là trẻ tuổi gì đó, hấp dẫn, sexy này kia, nếu nhìn cho kỹ mình thấy chỉ là tóc, lông, móng, răng, da, cấu tạo bên ngoài, không ai, không có gì khác biệt cả. Cái đó là để là mình trị cái tính tham dục. Bây giờ khi những cái khóa thiện vậy mình ngồi thời lâu, cái tâm mình nó an định, là tự nhiên có những cái khuynh hướng bất thiện nó nổi lên. Ra mình phải nhìn, khi mà nó nổi lên rồi thì mình phải nhìn vào đó. Nhìn vào đó mình thấy nó là 32 cái thể, 32 cái phần tử cấu tạo, không có cái gì mà đẹp đẽ hay hấp dẫn hết trơn. Ruột, gan, phèo, phổi, lông, móng, răng, da, đại khái như vậy. Mình thấy phải nhìn thấy rõ. Chúng tôi có trình bày vấn đề này một lần rồi, có thể sẽ trả lời trong tương lai. Nhưng mà ở đây mà phải biết, đó là một trong những cái pháp thiền bảo hộ. Bảo hộ đây là bảo hộ cái tâm mình, đừng để cái tâm mình nó chạy lang thang hay là nó trở nên hoang đàng, là hoang vu. Thì đó là mình phải biết. Rồi cuối cùng là Maranusati, tức là niệm về sự chết. Đây là một cái pháp thiền để cho giúp cho mình, không phải là để mình sợ chết, nhưng mà giúp cho mình có cái sự bức xúc cấp bách, biết sử dụng cái thời giờ. Bởi mình không biết lúc nào mình chết, chết sẽ xảy ra, chắc điều đó là điều chắc chắn, nhưng mà không biết xảy ra lúc nào. Thành thử ra mình phải cố gắng sử dụng cái thời gian còn lại còn sống cho nó hữu ích, có ích lại lâu dài, chứ đừng có lần lửa đổ thừa này kia, là khước lần là không làm, để làm ngay những cái chuyện gì mà cần thiết cấp bách cho cuộc đời của mình phải biết. Nhiều khi mình dính mắc những cái chuyện mà thật sự ra mình hay gọi nó cách một cách bình dân là chuyện rùi bu, dính vào chuyện chính trị rồi chuyện quá khứ rồi chuyện bơi móc chuyện này chuyện kia ra, hoặc đi khoe khoang chuyện này chuyện kia, nó không có ích lợi gì cho cuộc đời của mình hết, mà mình không biết mình chết lúc nào. Thật sự ra đời sống mình nó ngắn ngủi ghê lắm. Rồi mình đâm ra hờn giận trách móc này kia cũng không đáng. Nhiều khi mình nghĩ là cái người đó cũng sẽ chết, có thể người đó chết ngày mai, cái mình ngày mai có hờn công thuật để mình những cái thời giờ còn lại của mình cho nó đầy đủ. Thế ra mình phải biết niệm sự chết. Điều đó cũng là một cái gọi là pháp thiền bảo hộ, tức là bảo hộ cái tâm của mình, không có cho nó chạy lang thang vào những cái chuyện vô ích, mà tập trung vào làm những cái chuyện có ích trước mắt. Thì đó là chúng tôi xin chia sẻ như vậy, cũng là cái nhân duyên rồi qua cái chuyến đi như vậy. Rồi những cái thời giờ mình coi là nó không có làm gì đó, thì mình có thể làm được những cái chuyện nho nhỏ mà các anh chị cũng có thể làm được. Chứ không phải điều quan trọng là do cái tác ý của mình, do sự quyết tâm quyết định của mình, mình vẫn sử dụng được những cái cơ hội để mình được học tập thêm, để mở mang kiến thức, cũng như để có thêm cái lòng tin, có thêm những kinh nghiệm tu tập ngay trong cái đời sống hàng ngày, ngay cả trong những cái chuyến du hành như vậy. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin phép được trình bày tùy duyên tùy ứng về những kinh nghiệm trong cái chuyến đi Mỹ vừa qua trong 3 tuần lễ. Ngoài cái việc chính, mục đích chính là thăm con, cũng như thăm anh chị em, bà con, họ hàng trong gia đình và bạn bè cũ, chúng tôi cũng lúc nào cũng cố gắng hướng tâm về Phật Pháp, hướng tâm về những cái điều gì mình thấy rất là ích lợi, hữu ích và quan trọng cho cái cuộc đời còn lại của mình. Bởi vì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chúng tôi cũng thường hay nói là không có tính ở là sống đâu, mình chỉ thấy tính sống làm sao cho có ý nghĩa, có ích lợi thôi, chứ không có muốn sống sống lâu, sống dài gì hết. Không có nghĩ tới chuyện như hồi nãy có nói là không biết ngày mai có còn sống được hay không, không biết được. Thành ra mình làm những cái gì mà mình có thể làm được, mà tạo ra những cái thiện nghiệp cho cái cuộc của mình, cho kiếp sau. Thì chúng tôi xin phép được dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì xin phép được đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ mọi điều,
Long Vương thân lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn chị Giật Quỳnh và các anh chị trong ban quản trị đã giúp cho được sinh hoạt tốt đẹp trong suốt 1:30 vừa qua. Trong tiến trình trình bày chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót xin quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Thank you.
cư sĩ. Siêu xuất tam giới, tức là ngày không còn luân hồi lại nữa. Đức Thế Tôn hiệu là Buddha Phật, này đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với.